Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 166. Cát Giai cảm thán nói, Ngô huynh đúng là thần nhân, ba người đẹp cực phẩm chắc đều bị anh ấy chinh phục hết rồi. Diệp Tử Vi thấy chơi chua xót nói, chưa chắc sư huynh đã thích họ đâu. Cát Giai tròn mắt nói, Diệp sư muội, em có biết ba cô ấy có lai lịch thế nào không? Diệp Tử Vi, họ thì có lai lịch lớn đến đâu chứ? Cát Giai, họ đến từ Thần Châu, Thiên Nguyên và Đông Hải đấy. Ba nơi ấy được coi là ba vùng phúc địa ở tiên giới nguyên sử. Diệp Tử Vi không có hiểu biết rộng nhưng cũng từng nghe nói đến ba nơi này nên biết đó đều là những nơi đỉnh cấp. Vũ Đại Cường hết lời khen ngợi, nếu sư huynh chinh phục được hết cả ba cô thì là rể quý của ba nơi rồi, thế thì oách phải biết. Chu Vũ Linh nói, có thể khiến ba thiên chi kiêu nữ vừa gặp đã yêu thì chỉ chứng tỏ là sư huynh nhà mình xuất sắc hơn họ. Nhưng xuất thân của sư huynh lại kém họ nên chắc họ thích anh ấy vì tiềm lực. Cát Giai, thầy luyện đan lục tử đỉnh đúng là rất khiến người ta ngưỡng mộ, hơn nữa Ngô huynh vẫn còn không gian để trưởng thành, sau này khéo còn là thầy luyện đan thất hay bát tử đỉnh cũng nên. Đúng lúc này, có một người đàn ông áo trắng cưỡi trên một đám mây màu đỏ bay qua đỉnh núi, nha hoàn dưới núi thấy thế thì vội nói, công tử, anh chưa tham gia khảo hạch. Người đàn ông áo trắng dắt một quả hồ lô trên eo rồi cười nói, bổn công tử muốn đi đâu thì đi, ai dám thử thách tôi. Nói rồi, anh ta đã bay lên đỉnh núi. Nhóm Nguyệt Thanh Ảnh đang trò chuyện với nhau, thấy có người xông vào, họ đều tỏ vẻ lạnh lùng. Đám mây màu đỏ đáp xuống viện, người đàn ông áo trắng bước xuống rồi mỉm cười nói với ba cô gái, chào ba cô nương xinh đẹp tuyệt trần, tại hạ vừa gặp đã thấy rung động đến mất kiểm soát rồi. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh giọng nói, anh có biết tự ý xông vào đây sẽ có hậu quả thế nào không? Người đàn ông thờ ơ hỏi, hậu quả gì? Tôi là người không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Thế ư, Hà Tử Trần khẽ vỗ tay vài cái, một ảo ảnh khổng lồ đã rơi từ trên cao xuống, ảo ảnh đó mặc kim giáp, khí tức đáng sợ tỏa ra khiến người ta thấy bất an. Người đàn ông kia vẫn bình thản nói, oa, cự linh kim giáp của Thiên Nguyên à? Ha ha, khá đấy, nhưng nó không dọa được tôi đâu. Dứt lời, anh ta vỗ vào quả hồ lô, nó lập tức bắn ra 9 đường kiếm quang về phía cự linh kia. Hà Tử Trần thấy thế thì hét lên, thiên hạ cửu kiếm. Anh là người của Kiếm Sơn. Người đàn ông, tại hạ là Chu Nguyên Thông của Kiếm Sơn. Lý Thuần Như điểm một ngón tay, ba đường kiếm quang bay ra từ phía sau rồi vút lên cao. Cô ấy lạnh lùng nói, thiên hạ cửu kiếm thì sao? Tôi có thiên thượng tam kiếm đây này. Ba đường kiếm ấy vừa xuất hiện, 9 đường kiếm lúc trước đã run lên và hoàn toàn bị áp chế. Người đàn ông Chu Nguyên Thông sững người rồi hoảng loạn thu đường kiếm lại rồi nói, cô là người của tiên kiếm môn. Lý Thuần Như, đúng thế. Chu Nguyên Thông thở dài nói, thiên thượng tam kiếm đúng là lợi hại. Năm xưa, tam giới kiếm đế đã dành cả đời để tạo ra 13 đường kiếm và chia thành thiên hạ cửu kiếm, thiên thượng tam kiếm và thiên ngoại nhất kiếm. Kiếm Sơn của chúng tôi đã có cửu kiếm, tam kiếm thì rơi vào tay tiên kiếm môn các cô, chỉ có nhất kiếm mạnh nhất thì không biết đang ở đâu. Nói đến đây, anh ta chợt bật cười, hôm nay không chỉ được gặp người đẹp, mà còn lấy được thiên thượng tam kiếm, đúng là hên. Anh nói cái gì, Lý Thuần Như cau mày, anh định cướp tam kiếm của tôi ư? Chu Nguyên Thông nhìn cô ấy rồi nói, Đông Hải để cô mang thiên thượng tam kiếm rời khỏi đó đúng là sơ suất. Ha ha, người đẹp, mau giao tam kiếm ra đây thì lát tôi sẽ nhẹ tay với cô một chút. Trông thấy vẻ tà ác cùng lời nói xuồng xã của Chu Nguyên Thông, Lý Thuần Như tức đến mức tái mặt rồi phẫn nộ nói, chết đi. Cô ấy điểm tay. Ba đường kiếm lại bay ra rồi tấn công Chu Nguyên Thông. Anh ta cười lớn, rút một cái vỏ kiếm ra rồi bay lên cao. Ba đường kiếm đáng sợ như bị hút vào trong bao kiếm kia. Thấy thế, Lý Thuần Như ngẩn ra rồi tức tối nói, anh có biết mình sẽ lãnh hậu quả thế nào khi cướp thiên thượng tam kiếm của tôi không? Chu Nguyên Thông thờ ơ nói, hậu quả chính là tôi sẽ có cả tam kiếm và cửu kiếm, sau đó thống nhất kiếm đạo trong thiên hạ. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh giọng nói, sau này Thần Châu, Thiên Nguyên và Đông Hải sẽ không tha cho Kiếm Sơn. Thế à,
Một khi gia tổ chúng tôi lĩnh ngộ thêm được thiên thượng tam kiếm thì ba nhà các cô cũng chẳng là gì đâu. Vào lúc Chu Nguyên Thông đang đắc ý thì có một nắm đấm xuất hiện sau lưng anh ta. Cảm nhận được luồng sát khí ấy, anh ta vội né đi. Xong, vỏ kiếm của anh ta đã biến mất, thay vào đó là một thanh đoản kiếm bình thường. Anh ta biến sắc mặt rồi gào lên, đáng chết. Lúc này, Ngô Bình đang cầm vỏ kiếm rồi đứng cạnh nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Thì ra, anh vừa luyện đan xong thì cảm thấy có người đang gây rối bên ngoài nên ra xem, sau đó vừa hay chứng kiến cảnh người đàn ông này dùng vỏ kiếm để thu ba đường kiếm của Lý Thuần Như vào. Lý Thuần Như đang rất cuống, anh biết kiếm quang này rất quan trọng với cô ấy, vì thế đã thi triển một môn pháp thuật để đánh cháo cái vỏ kiếm kia. Lý Thuần Như mừng rỡ, công tử, mau đưa vỏ kiếm cho tôi. Ngô Bình đưa luôn cho cô ấy. Chu Nguyên Thông gầm lên rồi tiếp tục tung chín đường kiếm ra. Trong lúc hấp tấp, anh ta chỉ muốn giết Ngô Bình nên đã quên mất là Lý Thuần Như đã có vỏ kiếm trong tay. Chu Nguyên Thông vừa tung chiêu, Ngô Bình đã cảm thấy có một luồng uy áp rất mạnh ập tới nên đã nắm lấy một lá bùa. Đúng lúc này, Lý Thuần Như chợt niệm một đoạn chú, sau đó giơ vỏ kiếm lên cao, một sức hút xuất hiện rồi hấp thu hết chín đường kiếm của Chu Nguyên Thông vào. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ của Cự Linh Kim Giáp đáp xuống rồi túm lấy Chu Nguyên Thông, anh ta ra sức giãy giụa nhưng không thoát ra được. Nguyệt Thanh Ảnh cười lạnh, Chu Nguyên Thông, giờ anh còn đắc ý được nữa không? Chu Nguyên Thông xám xịt mặt mày, anh ta không ngờ là Ngô Bình đã xuất hiện rồi phá hỏng chuyện tốt của mình nên quát, các người mà làm gì tôi thì Kiếm Sơn sẽ không để yên đâu. Lý Thuần Như mỉm cười lắc vỏ kiếm trong tay rồi nói, tôi có được thiên hạ cửu kiếm rồi thì Kiếm Sơn các người chẳng còn lá cái thá gì đâu. Thiên hạ kiếm trận của các người cũng sẽ dễ dàng bị phá thôi. Chu Nguyên Thông nhăn mặt, nhất thời không thể phản bác. Ngô Bình hỏi, người này có lai lịch thế nào? Lý Thuần Như, anh ta là truyền nhân của Kiếm Sơn, tầm ảnh hưởng của họ về kiếm đạo chỉ thua mỗi tiên kiếm môn thôi nên luôn bị chúng tôi chèn ép. Không biết tại sao anh ta lại biết tôi mang thiên thượng tam kiếm đến đây nên mới chạy tới cướp. Cô ấy nhìn vỏ kiếm trong tay rồi cười nói, nhưng tình thế đảo ngược rồi, tôi đã có thiên hạ cửu kiếm, giờ Kiếm Sơn như cá nằm trên thớt với chúng tôi rồi. Nguyệt Thanh Ảnh vung tay lên, Cự Linh Kim Giáp đã mang Chu Nguyên Thông đi. Lý Thuần Như cảm kích nói với Ngô Bình, nếu không có công tử ra tay thì tôi thảm rồi. Nếu để mất thiên thượng tam kiếm thì tôi sẽ bị các trưởng lão xử tử mất. Ngô Bình, gì mà nghiêm trọng thế? Lý Thuần Như, tiên kiếm môn chúng tôi mới lĩnh ngộ được một phần của thiên thượng tam kiếm thôi, nếu để mất nó thì coi như mất luôn tương lai, chẳng mấy nữa sẽ bị Kiếm Sơn nuốt trọn. Ngô Bình, ba đường kiếm này có gì thần kỳ? Lý Thuần Như nói, công tử, anh đã cứu tôi và cả tiên kiếm môn. Mấy ngày tới... công tử có thể lĩnh ngộ thiên thượng tam kiếm và thiên hạ cửu kiếm ở đây. Ngô Bình thoáng vẻ ngạc nhiên nói, thiên thượng tam kiếm là chí bảo của tiên kiếm môn, sao tôi có thể lĩnh ngộ được chứ? Lý Thuần Như khẽ thở dài nói, chẳng giấu gì công tử, thật ra tiên kiếm môn mới lĩnh ngộ được một kiếm thôi, còn hai kiếm sau mới lĩnh ngộ được phần ngoài. Mỗi khi học được một trong ba kiếm thì uy lực đều tăng lên gấp nhiều lần. Uy lực của cả ba kiếm mạnh hơn uy lực riêng của từng loại rất nhiều, nhưng hàng nghìn năm nay, chưa một ai ở tiên kiếm môn chúng tôi có thể lĩnh ngộ nổi đến hai kiếm, chứ đừng nói là ba. Ngô Bình, nên Lý cô nương muốn để tôi thử ư? Lý Thuần Như gật đầu, đúng thế, công tử có tư chất hơn người, là thiên kiêu tuyệt thế. Nếu công tử thử, khéo lại lĩnh ngộ được kiếm thứ hai. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, Lý cô nương. Nếu tôi học được kiếm thứ hai hay thậm chí là ba thì tiên kiếm môn có gây bất lợi cho tôi không? Lý Thuần Như cười nói, công tử yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện đó, tôi có thể đảm bảo. Ngô Bình, tôi tin cô. Sau đó, anh nhận lấy vỏ kiếm rồi nói, các cô nương, tôi cần một nơi để lĩnh ngộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rõ ràng nơi này không thích hợp để lĩnh ngộ kiếm đạo. Vì vừa ồn ào vừa dễ bị người ngoài nhìn trộm. Nguyệt Thanh Ảnh vung tay lên, một cánh cửa màu tím xuất hiện, sau cánh cửa có làn khói mờ, không biết là nơi nào. Cô ấy cười nói, công tử, sau cánh cửa này là động thiên linh bảo,
đó là địa bàn của tộc tôi, công tử vào đó tu luyện thì sẽ không sợ bị ai quấy rầy. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Sau đó, anh cầm theo vỏ kiếm rồi bước qua cánh cửa rồi biến mất. Ngô Bình đi vào đó rồi, Hà Tử Trần mới hỏi, Thuần Như, em đoán công tử có thành công không? Lý Thuần Như, cả nghìn năm qua, biết bao thiên kiêu của tiên kiếm môn đều thất bại. Tuy công tử rất phi phàm, nhưng muốn lĩnh ngộ hết ba kiếm thì chắc cũng rất khó. Song, dù chỉ có một tia hy vọng thì em vẫn muốn thử. Hà Tử Trần, nếu công tử có thể lĩnh ngộ hai hoặc ba kiếm thì chị sẽ mời anh ấy vào thiên khuyết để lĩnh ngộ tuyệt học vô thượng ở đó. Lý Thuần Như cười nói, Tử Trần, tất cả truyền thừa của thiên nguyên đều từ thiên khuyết mà ra, họ có đồng ý có thế lực khác học không? Hà Tử Trần, Hà Thị được phép có ba ngoại lệ nên họ không thể phản đối được đâu. Nguyệt Thanh Ảnh, ba ngoại lệ rất quý đó, chắc chắn sẽ có người trong Hà Thị không đồng ý, dẫu sao ai cũng muốn giành được suất này mà, vậy mà em lại dành cho người ngoài. Hà Tử Trần cười nói, nếu em lấy anh ấy thì anh ấy là rể của nhà họ Hà rồi chứ có phải người ngoài đâu. Nguyệt Thanh Ảnh liếc cô ấy một cái. Nếu anh ấy có thể lĩnh ngộ được hai hoặc ba kiếm thì chưa chắc đã ưng chị em mình đâu. Hà Tử Trần, chúng ta thật lòng đối đãi với anh ấy như vậy, chẳng có lý gì anh ấy lại không thích mình. Lý Thuần Như, chuyện này phải do duyên và cả hai bên phải có tình cảm với nhau, nhưng dù không nên duyên vợ chồng thì được làm bạn với công tử, sau mình cũng không lo thiếu đan dược nữa rồi. Trong lúc ba cô gái đang trò chuyện thì Ngô Bình đã tiến vào trong động Thiên Linh Bảo. Động thiên này khá giống động thiên Thanh Linh, nhưng nơi này thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Thị nên rất yên tĩnh và không hề đông đúc. Ngô Bình tìm một hang động rồi bắt đầu lĩnh ngộ thiên thượng tam kiếm. Ba đường kiếm đã bị vỏ kiếm phong ấn, anh thi triển pháp lực thì vỏ kiếm đã rung lên rồi bắn 12 đường kiếm ra, chúng chính là thiên hạ cửu kiếm và thiên thượng tam kiếm. 12 đường kiếm uốn lượn trên không và giao hòa với nhau. Khi ở vũ trụ chấn đán, Ngô Bình từng lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo nên không còn xa lạ gì với kiếm đạo nữa. Vạn vật trên đời đều từ một đạo mà ra, nhưng sát quan sát nửa tiếng, Ngô Bình phát hiện thiên thượng tam kiếm và thiên hạ cửu kiếm có điểm khác biệt. Thiên thượng tam kiếm ẩn chứa ý nghĩa của vạn vật tam sinh, muốn lĩnh ngộ được chúng thì không thể lĩnh ngộ riêng biệt từng cái mà buộc phải lĩnh ngộ được hết. Sau một hồi đắn đó, Ngô Bình đã khởi động khả năng nhìn xuyên thấu và đã thấy được quy luật của ba đường kiếm này giấu một đạo lý huyền diệu. Ngay sau đó, anh đã sáng mắt lên nói, ra là vậy. Sau đó, anh thi triển thần niệm và mô phỏng lại ba đường kiếm này, chúng bắt đầu múa lượn trong thức hải của anh. Một lát sau, Ngô Bình như có điều suy ngẫm nói, thiên thượng tam kiếm không phải chỉ trên trời, mà là tinh thần, vì thế ba đường kiếm này là kiếm tinh thần. Sau khi hiểu được điều này, tốc độ lĩnh ngộ của anh đã nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, xung quanh bí thần của anh đã xuất hiện ba đường kiếm một đỏ, một lam và một vàng. Ba đường kiếm này tương ứng với ba đường kiếm trên đỉnh đầu anh. Ngô Bình động tinh thần, đường kiếm trên không đã rơi xuống tay anh và hóa thành ba thanh kiếm nhỏ, đó chính là thực thể của thiên thượng tam kiếm. Hiểu được thiên thượng tam kiếm rồi thì thiên hạ cửu kiếm không còn khó với Ngô Bình nữa. Tam kiếm là tinh thần của cửu kiếm, thiên hạ cửu kiếm đại diện cho kiếm pháp của thế giới thật nên so ra không khó như thiên thượng tam kiếm. Nửa tiếng sau, trong cơ thể Ngô Bình đã có thêm 9 đường kiếm hòa cùng thiên hạ cửu kiếm. Anh động tinh thần một cái, 9 đường kiếm đã kết thành một sát trận tuyệt thế có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tạm thời tu vi của anh chưa đủ cao để phát huy hết uy lực của thiên hạ cửu kiếm, muốn làm được điều ấy thì tu vi phải đến cảnh giới thần thông hậu kỳ. Sau khi lĩnh ngộ thành công, anh đã rời khỏi động thiên. Lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau, ba cô gái vẫn đang ngồi gần đó. Thấy Ngô Bình đi ra, cả ba đều đứng dậy rồi hỏi, công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình mỉm cười đáp, tôi khá may nên đã lĩnh ngộ được thiên hạ cửu kiếm. Lý Thuần Như mừng rỡ, lĩnh ngộ được thiên hạ cửu kiếm ư? Tốt quá rồi. Nguyệt Thanh Ảnh cười hỏi, còn thiên thượng tam kiếm thì sao? Ngô Bình, tôi không chắc đã lĩnh ngộ được chưa, vì thiên thượng tam kiếm là kiếm tâm linh, kiếm tinh thần. Lý Thuần Như, công tử có thể thi triển một chút được không? Ngô Bình vung tay phải lên, ba thanh kiếm nhỏ bay ra rồi hợp nhất làm một trên cao,
sau đó hóa thành một đường kiếm vô hình rồi biến mất trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Lý Thuần như chợt thấy thần hồn của mình như bị một luồng sức mạnh khủng khiếp khóa chặt khiến cô ấy không thể cử động. Ngay sau đó, cảm giác ấy đã biến mất, kiếm khí xuất hiện trở lại và lại biến thành ba thanh kiếm nhỏ. Lý Thuần như nhìn ba thanh kiếm ấy rồi vui phát khóc nói, công tử, anh đã lĩnh ngộ được thiên thượng tam kiếm rồi. Ngô Bình, Lý cô nương, tôi có thể truyền thụ lại cho cô. Thật ra lĩnh ngộ thiên thượng tam kiếm xong, có hay không ba đường kiếm này cũng được. Nhưng chúng thuộc về công tử rồi, Lý Thuần như, không còn ai trên đời có được chúng nữa. Ngô Bình sững người, thiên thượng tam kiếm là bảo bối của tiên kiếm môn, tôi không lấy được. Lý Thuần như, công tử vừa nói lĩnh ngộ xong rồi thì chúng có hay không cũng được ư. Ngô Bình gật gù, thật ra thiên thượng tam kiếm chỉ dạy cho các cô giản ý thôi, cụ thể tu luyện thế nào thì mỗi người sẽ hình thành một kiếm thuật, kiếm trận và kiếm chiêu riêng. Giống như tảng đá ấy, cùng là đá nhưng lại xây lên những ngôi nhà khác nhau, cái to cái nhỏ, cái cao cái thấp. Lý Thuần như, xin công tử hãy dạy cho tôi. Ngô Bình mỉm cười rồi giơ một ngón tay ra điểm vào mi tâm của Lý Thuần Như, sau đó giao lưu với cô ấy bằng thần niệm để truyền thụ hết mọi lĩnh ngộ của mình trong động thiên linh bảo sang cho cô ấy. Các lĩnh ngộ này không chỉ gồm thiên thượng tam kiếm mà còn có ý nghĩa của thiên hạ cửu kiếm và cảm nhận của riêng anh về kiếm đạo. Sau khi nhận được các truyền thụ của Ngô Bình, Lý Thuần Như vô cùng cảm kích nói, có những truyền thụ này của công tử thì thiên kiếm môn tôi ít cũng sẽ thái bình được cả nghìn năm. Thấy Lý Thuần Như đã nhận được lợi ích, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, công tử vừa luyện đan vừa lĩnh ngộ kiếm đạo vất vả quá rồi, mời công tử đi nghỉ một lát, sau đó chúng tôi sẽ cùng công tử xuống núi đi tham gia đại hội giao lưu. Thấy họ cũng định đến đại hội, Ngô Bình cũng không tiện từ chối nên nói, được. Bên dưới núi đại hội đã bắt đầu rồi, Ngô Bình cùng ba cô gái xuống núi thì lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Ba đại mỹ nữ vô cùng kiêu ngạo đều đang đi theo Ngô Bình. Điều này khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen ghét đều đổ dồn về phía anh. Nhóm Cát Giai không chờ ở bên dưới mà đã tách nhau ra rồi gia nhập vào các nhóm nhỏ khác nhau. Ngô Bình không hứng thú với mấy chuyện này mà chỉ mong được thấy năm thần lò, nhưng sau khi hỏi thăm thì anh mới biết muốn nhìn thấy thần lò thì ít cũng phải có năm ngọc bài. Khi các nhóm nhỏ tổ chức hoạt động trong đại hội thì sẽ có thể nhận được một ngọc bài của Ngạo Thế Đan Tông. Ai giành được thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thì sẽ nhận được ngọc bài. Điều này cũng có nghĩa là dù Ngô Bình có muốn hay không thì muốn nhìn thấy năm thần lò, anh cần phải tham gia ít nhất 5 hoạt động, ngoài ra còn phải trở thành người xuất sắc nhất trong các hoạt động ấy. Nhóm Ngô Bình đi đến đâu thì cũng có cả đống người đi theo. Lúc này, Ngô Bình phát hiện phía trước có một biệt viện mở cửa, trên cửa có dán một thông báo, đây là hoạt động dành riêng cho đan dược kém phổ biến. Nơi này có tên là Diệu Đan Uyển. Bên trong nơi này có một tấm bia đá, bên trên liệt kê 100 phước thức luyện đan từ khó đến dễ. Người tham gia có 3 cơ hội, sau đó chọn một loại đan dược để luyện chế, nếu luyện chế thành công thì có thể nhận được một phần thưởng tương đương với độ khó của đan dược. Nếu thất bại thì sẽ phải trả gấp đôi tiền dược liệu đã dùng. Ngô Bình vừa nhìn đã biết hoạt động này cực dễ kiếm tiền, đan dược đâu dễ gì mà luyện chế được, tỷ lệ thành công rất thấp. Trong 10 người thì chắc chỉ có 1 đến 2 người luyện chế thành công. Số còn lại thì đều sẽ phải trả tiền gấp đôi cho dược liệu đã dùng. Anh dẫn ba cô gái đi vào trong, vì họ xinh đẹp quá mức quy định nên nhóm anh vừa vào thì mọi người ở bên trong đã ùa ra rồi nhìn chăm chú vào nhóm Lý Thuần Như. Đột nhiên có một tu sĩ bước ra rồi cười nói, tại hạ là người tổ chức ở Diệu Đan Uyển, các vị có muốn thử không? Ngô Bình hỏi, anh có ngọc bài không? Tu sĩ kia quan sát Ngô Bình rồi nói, tôi có một cái, chỉ cần anh luyện chế được 3 lò đan dược nằm trong top 10 thì sẽ nhận được nó. Ngô Bình nhìn thì thấy đan dược trong top 10 dùng toàn dược liệu quý nên hỏi, đan dược sau khi luyện chế ra sẽ thuộc về ai? Người kia đáp, đương nhiên là thuộc về người luyện chế. Ngô Bình gật đầu nói, tôi sẽ luyện chế 3 đan dược đứng đầu. Người kia ngẩn ra, đừng nói là 3 đan dược đứng đầu. Dù là đan dược đứng trong top 5 cũng chưa từng có ai luyện chế thành công, kể cả chính người này luôn. Anh chắc chưa, người kia hỏi lại. Ngô Bình, rồi. Người kia bật cười vui vẻ, vì 3 đan dược đứng đầu này đều dùng toàn dược liệu quý hiếm,
tổng giá trị lên đến vài tỷ tiền tiên, nếu Ngô Bình luyện chế thất bại thì sẽ phải trả gấp đôi số tiền này cho anh ta. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn vào tấm bia đá rồi cười nói, đan dược đứng đầu tên là Linh Mi Đan, uống đan dược này vào thì sẽ có thể chất Linh Mi, đây đúng là đan dược ít phổ biến. Ngô Bình lấy lò luyện đan của mình ra rồi nói, bắt đầu thôi. Người kia gật đầu rồi lấy dược liệu để luyện chế Linh Mi Đan ra đưa cho Ngô Bình, nói, nếu luyện chế thất bại thì anh phải trả gấp đôi tiền dược liệu đấy. Ngô Bình, tôi biết. Ngô Bình bắt tay vào làm ngay, anh cho hết dược liệu vào lò, khoảng 2 phút sau, anh nói với nhóm Nguyệt Thanh Ảnh, muốn luyện chế được Thiên Mi Đan thật sự thì cần có một luồng mị khí của người đẹp, vì thế mỗi cô thổi cho tôi một hơi nhé. Nguyệt Thanh Ảnh mím môi cười, thật vậy ư? Ngô Bình cười nói, đương nhiên. Nguyệt Thanh Ảnh thổi trước, Ngô Bình giơ tay bắt lấy rồi bỏ vào trong lò. Ngay sau đó, Lý Thuần Như và Hà Tử Trần cũng lần lượt thổi một hơi ra. Sau khi cho ba luồng mị khí vào trong lò, Ngô Bình vỗ vào thân lò một cái thì có ba luồng đan khí bay ra rồi được anh bắt lấy, chúng nhanh chóng biến thành ba viên đan dược. Ba viên đan dược này tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, trên mặt của chúng có ảo ảnh của một mỹ nhân. Dung nhan của cô gái này là sự giao hòa sắc đẹp của nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Hơn nữa, cô gái này còn rất sống động, gương mặt tươi cười như hoa khiến đàn ông đã nhìn là sẽ bị hấp hồn. Trời ơi, anh ấy luyện chế thành công rồi. Hơn nữa còn có chất lượng rất tốt, chỉ là không biết ở cấp nào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên hô lên. Nhóm Nguyệt Thanh Ảnh cũng bất ngờ không kém, công tử lợi hại quá. Ngô Bình chia ba viên đan dược cho họ rồi nói, mị khí của các cô nên tôi cho các cô ba viên này luôn. Ba cô gái nhìn nhau cười rồi nhận lấy đan dược, cảm ơn anh. Tu sĩ ban nãy ngoài vẻ sửng sốt ra thì bắt đầu cau có, vì Ngô Bình luyện đan thành công thì có nghĩa là anh ta sẽ mất đi một khoản. Ngô Bình không cho anh ta cơ hội hối hận mà nói, tiếp tục. Đan dược mà Ngô Bình sẽ luyện chế tiếp có độ khó đứng thứ hai và tên là rượu âm đan. Rượu âm đan chỉ có đúng một tác dụng là uống xong thì sẽ có một giọng nói hay, hát cũng giỏi, nói chuyện thì dễ đi vào lòng người, khiến ai nghe xong cũng phải yêu giọng nói ấy. Không ngoài dự đoán, Ngô Bình lại luyện chế thành công tiếp, sau đó anh tiếp tục tặng đan dược cho nhóm Nguyệt Thanh Ảnh. Lò thứ ba có tên là cương thi đan, nó có thể biến thi thể của người bình thường thành cương thi, đương nhiên Ngô Bình cũng không thể thất bại. Sau khi anh luyện chế xong ba loại đan dược này thì nói, mau đưa ngọc bài cho tôi. Thực lực của Ngô Bình khiến tu sĩ kia rất không vui, nhưng người đó vẫn phải giao ngọc bài cho anh như đã giao hẹn. Lấy được thứ mình muốn xong, Ngô Bình chuẩn bị đi tìm nhóm thứ hai thì chợt nhận được truyền tin của Vũ Đại Cường, sư huynh, không hay rồi, em sắp chết rồi. Ngô Bình giật bắn mình rồi hỏi, Đại Cường, có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu? Vũ Đại Cường, sư huynh, em đang ở trên núi cuối phía tây, anh mau đến cứu em với. Ngô Bình nhanh chóng dẫn theo ba cô gái đi đến đó, đến nơi rồi thì anh nhìn thấy trên núi có rất nhiều lồng, trong mỗi lồng đều nhốt một đến vài người. Anh liếc nhìn một lượt thì thấy Vũ Đại Cường cũng đang bị nhốt trong một cái lồng ở lưng chừng núi. Anh đang định lên núi thì bị một người cản lại, người đó nói, anh bạn, muốn lên núi thì phải nộp tiền. Tiền gì, anh hỏi lại. Người kia, đương nhiên là tiền chuộc, người ở trên kia đều nợ tiền cá cược với chúng tôi, anh muốn đưa họ đi thì phải trả tiền chuộc. Ngô Bình híp mắt lại rồi chỉ vào Vũ Đại Cường rồi hỏi, cậu ấy nợ bao nhiêu? Người kia nhìn xong thì cười nói, anh ta nợ 75 triệu, cả gốc và lãi là 365 triệu. Ngô Bình không hề phàn nàn tiền lãi thấp hay hỏi lãi tính thế nào mà lấy tiền ra trả luôn. Anh trả tiền xong thì có người mở lồng ra, Vũ Đại Cường cúi thấp đầu đi về phía Ngô Bình rồi nói, nhất định em sẽ trả lại tiền cho sư huynh. Ngô Bình không hề tức giận mà hỏi, cậu đã cá cược gì thế? Vũ Đại Cường gãi đầu, em cược đá ẩn, sau đó anh ta đã kể rõ lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Thì ra ở tiên giới nguyên sử có một loại vật liệu mà thần niệm không thể phát hiện ra được, nó có tên là đá ẩn. Vì thế đã có khá nhiều tu sĩ dùng đá ẩn để giấu bảo bối của mình đi. Nhiều năm qua, đã có rất nhiều người cất giấu đá ẩn. Dần ra,
tiên giới nguyên sử đã xuất hiện một số người đi gom đá ẩn rồi tổ chức cá cược. Phương thức cá cược đá ẩn vô cùng đơn giản, hai bên cùng bỏ ra một khoản tiền, sau đó chọn một tảng bằng giá nhau rồi mở ra, tiếp đó sẽ đọ xem đá của ai có giá trị hơn. Sau khi hiểu rõ quy tắc, Ngô Bình nói, dẫn tôi đi. Vũ Đại Cường vừa nghe thấy Ngô Bình cũng định đi cá cược thì vội xua tay ngay, sư huynh đừng đi, em thấy nhiều người chơi xong thua đến cái quần cũng chẳng còn đấy. Mấy người đó siêu lắm, họ có thể đoán được bảo bối bên trong đá ẩn chỉ dựa vào gieo quẻ và trọng lượng. Ngô Bình, thế à, tôi cũng có vài chiêu chơi cược đá đấy, cậu cứ yên tâm. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Vũ Đại Cường đành cắn răng nói, vâng, thế để em dẫn anh đi. Cả đoàn người đi tới chỗ cược đá ẩn, Hà Tử Trần nói, công tử, Thiên Nguyên chúng tôi cũng có vài gia tộc cược đá ẩn, cách của họ hay lắm, họ có thể đoán được hầu hết thứ ở bên trong đá ẩn. Hơn nữa, các gia tộc cược đá ẩn này cũng rất giàu có, anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình cười nói, tôi tự có chừng mực. Sau khi đến nơi, bọn họ có thể nhìn thấy đủ các loại đá ẩn được bày dưới đất, mỗi tảng đều có giá cả mấy triệu. Họ đi ngang qua một sạp hàng đá ẩn có quy mô khá lớn, chủ hàng là một người phụ nữ trông rất thú vị. Thấy Ngô Bình dừng bước trước hàng của mình, cô ta vội cười nói, công tử có muốn mua vài tảng chơi không? Ngô Bình lập tức khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, khả năng này của anh có thể nhìn thấy thời không nên đương nhiên mấy tảng đá ẩn này không thể qua mắt anh được. Loáng cái, anh đã nhìn thấy bên trong một tảng đá ẩn dài có phong ấn một cây thương dài, bề mặt nó có các hình vẽ kỳ lạ. Thân thương được khảm 12 viên bảo thạch. Vừa nhìn thấy cây thương này, Ngô Bình đã biết nó là vật phi phàm, chắc chắn là bảo vật nên hỏi, đá bán thế nào? Chủ hàng, mỗi tảng một giá, anh cứ xem rồi chọn đi. Ngô Bình chỉ bừa vào một tảng, tảng này. Chủ hàng cười nói, tảng này khá lớn hơn nữa lại dài nên giá hơi cao đấy, 15 triệu tiền tiên. Ngô Bình, 15 triệu ư? Giảm giá chút được không? Chủ hàng, anh bạn, giá này không hề đắt đâu, nhớ bên trong là một món bảo bối cả mấy trăm triệu thì anh chẳng hơi to à? Ngô Bình đang định mặc cả tiếp thì bỗng có một người đàn ông râu xồm đi tới rồi nói, anh bạn tinh mắt đấy, chắc chắn trong tảng đá ẩn này là một món đồ tốt. Người này vừa xuất hiện, Vũ Đại Cường đã nói ngay, sư huynh, trước đó em đã chơi với người này vài ván và đều thua sạch. Tên cố dâu cũng nhìn thấy Vũ Đại Cường rồi nên nói, Vũ sư đệ, cậu quay lại rồi à, có muốn làm thêm vài ván không? Vũ Đại Cường nhìn sang Ngô Bình, anh cười nói, tôi chơi với anh được không? Tên có dâu bật cười, được chứ, miễn có đủ tiền là được. Ngô Bình, cách cược đá ở đây thế nào? Tên có dâu, mỗi người chọn một tảng đá có giá trị tương đương, sau đó tách ra để xem bảo bối ở bên trong và so giá trị của chúng. Bảo bối của ai có giá trị hơn thì người đó thắng. Người thua sẽ vừa mất tiền cược, vừa phải trả tiền cho cả hai tảng đá. Ngô Bình gật đầu, thế tôi chọn tảng 15 triệu này. Tên có dâu sáng mắt lên, anh bạn định cược bao nhiêu? Ngô Bình, ván đầu chơi nhỏ thôi, 100 triệu. 100 triệu. Đến nhóm Nguyệt Thanh Ảnh cũng phải há hốc miệng vì ngạc nhiên, vì 100 triệu tiền tiên không phải con số nhỏ. Tên có dâu sững người rồi cười phá lên, 100 triệu ư. Được thôi, tôi theo. Sau đó, hắn đi tới gần tảng đá của Ngô Bình để nghiên cứu rồi nói, anh bạn tinh mắt đây, nhưng muốn đọ với tôi thì vẫn chưa đủ trình. Tiếp theo, hắn cũng chọn một tảng đá ở đây, khoảng 15 phút sau, hắn đã chọn một tảng đá ẩn hình tròn cũng có giá gần 15 triệu, tôi lấy tảng này. Mọi người xung quanh đã bắt đầu tụm lại xem. Mỗi khi có ai cược đá thì đều có rất nhiều người vây xem, lần này cũng không ngoại lệ. Đó là Ngô Bình đã gây tiếng vang ở đại hội giao lưu đúng không? Có ba người đẹp bên cạnh rồi còn chưa đủ hay sao mà còn chạy đến đây thể hiện, lần này cho thua chết luôn đi. Người ta không đơn giản đâu, chắc gì đã thua, có người phản bác. Anh có biết tên có dâu kia là ai không? Hắn có biệt danh là mắt thần đấy. Tảng nào mà hắn chọn cũng sẽ có bảo bối đáng giá, ngoài ra hắn còn có xuất thân từ thế giá cược đá nữa. Ngô Bình cá cược với hắn thì chỉ có thua là cái chắc. Hai bên chọn đá xong thì tên có dâu nói, xẻ đá thôi chứ nhỉ.
Ngô Bình, được, anh ấn tay lên tảng đá, một tiếng động vang lên, tảng đá đã bị kiếm khí trên đầu ngón tay anh bổ thành nhiều mảnh, cây thương dài đã lộ diện. Anh giơ tay cầm lấy cây thương, nó có màu đen cùng hoa văn màu bạc và phù văn màu đỏ, bề mặt còn khảm 12 viên bảo thạch. Tên có râu cũng đang xẻ tảng đá của mình và lộ ra một cái búa, thân búa phủ kín huyết văn, xem ra cũng là một món bảo bối. Ngô Bình đã nhìn thấy cái búa từ lâu nên hỏi, bảo bối của ai có giá trị hơn? Tên có râu nhìn cây thương rồi đáp, cái búa này của tôi có thể phát huy uy lực bật tận. Dứt lời, hắn đi tới một chỗ không người rồi giơ cái búa lên nện mạnh xuống đất, đất đá xung quanh vỡ tan, đúng là uy lực của cái búa rất mạnh. Ngô Bình, có chút uy lực thế thôi à? Xem cây thương của tôi đây. Anh cầm cây thương rồi điểm ra xa, một đường sát quang bay đi, một đỉnh núi ở cách đó trăm dặm đã bị xuyên thủng một lỗ, song tia sát quang vẫn tiếp tục bay tiếp và đập vỡ mấy ngọn núi nữa rồi tiếp tục bay đi xa hơn. Thấy thế, tất cả mọi người đều chấn động. Mạnh quá! Đến cường giả cảnh giới thần thông khéo cũng không tiếp chiêu này được mất. Tên có râu cau mày. Trước đó hắn nhìn tảng đá của Ngô Bình rồi đoán có một binh khí thon dài ở bên trong rồi, nhưng không ngờ uy lực của nó lại mạnh thế. Nguyệt Thanh Ảnh bước tới nói, bảo thạch trên cây thương này đều vô cùng chân quý, tên của chúng là thạch trận. Sức mạnh của 12 viên thạch trận này hợp nhất lại sẽ hình thành một loại sát trận, vì thế giá trị của cây thương này vượt xa cái búa kia. Kết quả đã có, tên có râu hết đường chối cãi, hắn nhăn mặt rồi nghiến răng nói, anh may mắn đấy. Tôi thua rồi, sau đó, hắn lấy 100 triệu ra đưa cho Ngô Bình, đồng thời trả tiền cho hai tảng đá. Loáng cái đã thua cả đống tiền, tên có râu hậm hực nhưng vẫn cười nói, anh bạn, chúng ta làm thêm ván nữa chứ. Ngô Bình, tôi chỉ sợ anh không có tiền thôi. Tên kia cười ha hả, anh hơi bị coi thường tôi đấy, dù anh cược bao nhiêu, tôi cũng theo được. Ngô Bình, thế à? Nếu tôi cược 1.000 tỷ thì sao? Nụ cười trên mặt tên có râu biến mất, hắn gằn giọng nói, tôi chơi. Ngô Bình gật đầu, nhưng lần này để tôi ra luật không hạn chế giá của đá ẩn, tôi và anh cứ chọn tùy ý, thời gian quy định trong 15 phút. Hết giờ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, tiền cược là 1.000 tỷ. Tên có râu lại bật cười nói, được. Hai người tách nhau ra, Vũ Đại Cường đi theo Ngô Bình rồi ảo não nói, sư huynh, những 1.000 tỷ đấy. Nhớ mình mà thua thì mất cả đống tiền. Hà Tử Trần lừ mắt với anh ta, sao anh toàn nói mấy lời gở miệng thế hả, sao công tử thua được? Ngô Bình, chỉ có 15 phút thôi, chúng ta phải mau đi chọn đá. Nói rồi, anh tiếp tục khởi động khả năng nhìn xuyên thấu rồi đi đến từng sạp hàng. Sau khi một nửa thời gian trôi qua, cuối cùng anh đã dừng lại trước một tảng đá ẩn cao bằng hai người lớn, cạnh đó có một cái biển ghi là Đại Đế. Trông thấy khí chất của Ngô Bình, chủ hàng tiến lại gần rồi cười nói, công tử, đây là bảo bối đã truyền 10 đời trong gia tộc nhà tôi, nó là một tảng đá ẩn phi thường có tên là Đại Đế. Ngô Bình không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tảng đá, bên trong nó là một bộ áo giáp. Thoạt nhìn trông chiếc áo giáp này rất thô kệch, nhưng cách làm lại rất phức tạp, nó có trận pháp mạnh mẽ, kết cấu tinh xảo vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh hỏi, giá của Đại Đế chắc không rẻ đâu nhỉ? Chủ hàng, đương nhiên, 5 tỷ, không mặc cả. Ngô Bình gật đầu, được, tôi mua. Chủ hàng ngẩn ra, không ngờ Ngô Bình lại mua nhanh thế, thật ra nếu anh muốn bớt vài trăm triệu thì vẫn được. Ngô Bình mua đá xong, Lý Thuần như nói, tên có râu kia không đơn giản đâu, không biết hắn đã chọn được tảng đá thế nào rồi. Ở phía khác. Tên có râu đã tìm tới một người quen rồi nói, anh Chu, tôi cần mua tảng vạn tượng kia. Vạn tượng cũng là tên của một tảng đá ẩn, đó là bảo bối gia truyền của anh Chu này, giá lên tới 15 tỷ. Anh Chu cười nói, cuối cùng cũng chốt rồi à. Tên có râu cười hì hì, hôm nay, tôi đã gặp một người rất giàu và thắng tôi một ván. Ván này, tôi phải thắng bằng được nên mới đến mua vạn tượng của anh. Anh Chu, tôi biết anh rất tinh mắt, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, anh phải cẩn thận đấy. Tên có râu, tên kia rõ ràng chỉ là tay mơ, tôi đã quan sát cách anh ta chọn đá rồi, toàn chọn bừa ấy mà, dựa cả vào vận may thôi. Anh Chu, vận may cũng là một loại năng lực đấy.
Tên có râu xua tay, anh cứ chờ đấy mà xem. Cuối cùng, hắn vẫn mua tảng này. 15 phút sau, Ngô Bình và tên có râu đã quay về chỗ cũ. Họ đều đã mua được đá, một tảng là đại đế, một tảng là vạn tượng. Vạn tượng to hơn hẳn đại đế, thậm chí còn tỏa ra khí tức phi thường. Ngô Bình nhìn vạn tượng thì thấy thứ bên trong nó rất nhỏ, chỉ là một cái bình. Trong bình có một lọn tóc trắng, khí tức này là từ lọn tóc ấy mà ra. Nhưng tóc có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là tóc mà thôi. Tên có râu cười nói, anh chọn kỹ chưa? Ngô Bình vỗ vào tảng đá của mình rồi nói, rồi, nó là đại đế, tôi mua với giá 5 tỷ. Tên có râu cười nói, tôi biết tảng này của anh lâu rồi, thứ cho tôi nói thẳng chứ hình như anh phí tiền rồi. Thế à, Ngô Bình mỉm cười nói, còn anh thì sao? Tên có râu nhớn mày nói, tảng này của tôi tên là Vạn Tượng, tôi biết nó từ 7 năm trước và cũng suýt mua rồi. Nhưng đến nay mới chốt mua cũng vì ván cược với anh, nói chung là anh chuẩn bị tiền dần đi nhé. Ngô Bình, thôi nói vừa thôi, xẻ đá đi. Hai người cùng ra tay một lúc, đại đế và vạn tượng đều bị xẻ ra. Trong đá ẩn của Ngô Bình là một chiếc áo giáp. Còn trong tảng đá của tên có râu chỉ có một cái bình đựng một lọn tóc trắng ở bên trong. Lọn tóc này tỏa ra khí tức rất mạnh, rõ ràng nó là của một cường giả nào đó. Nhưng không biết tại sao tóc của người này lại bị phong ấn trong đá thôi. Khi bắt đầu so sánh giá trị, tên có râu đã biến sắc mặt. Ngô Bình giơ chiếc áo giáp lên rồi vỗ nhẹ vào nó, chiếc áo giáp đã tự động biến hình rồi mặc lên người anh. Ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh khủng bố tiến vào cơ thể anh thấy thực lực của mình không ngừng tăng lên và đạt đến cường giả đạo cảnh. Trời ơi, áo giáp đạo cảnh, mặc nó lên thì thực lực sẽ ngang với cường giả đạo cảnh, giá trị của món đồ này không thể đong đếm được. Hình như tôi từng thấy loại áo giáp này trong một cuốn sách cổ rồi. Dù tu sĩ bí cảnh mặc nó lên thì cũng phát huy được lực chiến đấu ngang với tầng thứ 3 đạo cảnh đấy. Nếu là cường giả thần thông mặc thì sẽ phát huy lực chiến đấu như tầng thứ 5 đạo cảnh. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, công tử, chiếc áo giáp này là bảo vật vô giá, dù nó xuất hiện ở Thần Châu thì cũng sẽ là chí bảo chấn tộc. Ngô Bình nhìn sang tên có râu, kết quả đã có, mau đưa tiền cho tôi. Tên có râu không nói gì mà ném một túi tiền cho Ngô Bình rồi nói, các hạ đúng là cao minh, anh đã tính kế tôi ngay từ đầu đúng không? Ngô Bình, anh có thể thắng người khác thì người khác cũng có thể thắng anh. Đã chơi cá cược thì sớm muộn cũng mất tiền. Tên có râu thở dài một hơi, giờ hắn đã mất nửa gia sản nên rất bực mình. Song hắn không nói gì mà chỉ nhìn Ngô Bình, bái phục, hẹn gặp lại, dứt lời, hắn quay người rời đi. Ngô Bình hỏi Vũ Đại Cường, cậu còn biết ai cá cược nữa không? Vũ Đại Cường, còn một người nữa, chính tên đó đã thắng hết tiền của em, cũng là tên này cho vay nặng lãi luôn. Nhưng người đó cũng bán đá ở một nơi tên là Chân Viên. Ngô Bình, cậu dẫn đường đi. Vũ Đại Cường ra sức gật đầu, sau đó cả nhóm đã đi tới một khu có quy mô rất lớn đang mở cổng. Từ ngoài có thể nhìn thấy bên trong chia ra thành rất nhiều khu vực. Các khu khác nhau sẽ bày bán đá có giá trị khác nhau. Nhóm Ngô Bình đi vào thì có một cậu thiếu niên ra tiếp đón, công tử muốn mua đá ẩn ạ. Ngô Bình, để tôi xem đá. Đá tốt nhất của các người ở đâu? Cậu thiếu niên, đá tốt nhất ở Vạn Thánh các ạ, để tôi dẫn đường cho công tử. Ngô Bình, được, dẫn đường đi. Bọn họ đi tới trước một tòa nhà hình tròn, cậu thiếu niên mời nhóm Ngô Bình vào trong. Ở đây bày đến vài trăm tảng đá ẩn lớn bé khác nhau. Ngô Bình xem một lượt thì thấy có hai tảng có bảo bối khá được, vì thế đã mua luôn. Anh trả tiền xong thì cậu thiếu niên hỏi, công tử có muốn cược đá không? Ngô Bình hỏi, cược thế nào? Cậu thiếu niên, dễ lắm ạ, tôi cũng sẽ chọn một tảng rồi xẻ ra để xem đồ của ai có giá trị hơn. Anh mà thắng thì sẽ nhận được cả hai tảng mà không mất đồng nào. Ngoài ra còn được lấy tiền cược. Ngô Bình, hay đấy, nhưng tôi không hứng với cá nhỏ lẻ đâu, tôi muốn chơi to một chút, 100 tỷ. Cậu thiếu niên giật bắn mình, cậu ta thường chỉ chơi vài triệu thôi, chứ nhiều thế này thì chịu. Cậu ta ngẩn ra một lát rồi nói, tiểu nhân không có nhiều tiền như vậy, công tử chờ tiểu nhân đi xin chỉ thị đã ạ. Ngô Bình, được.
Cậu ta vội vã chạy đi, vài phút sau đã cùng một người đàn ông trung niên quay lại. Người này có tướng mạo bình thường, mặc áo báo màu đen, nghe nói công tử định cược 100 tỷ, đây là khoản tiền lớn nên tôi sẽ chơi với công tử nhé. Ngô Bình, được, ông cứ chọn đá ở đây rồi chúng ta xẻ ra so giá trị. Người đàn ông, được. Dứt lời, ông ta lập tức đi chọn đá. Ông ta rất quen thuộc với nơi này nên loáng cái đã chọn xong rồi cười nói, công tử, tôi sẽ dùng tảng này để cược với cậu. Ngô Bình nhìn xong rồi chỉ vào tảng đá mình vừa mua rồi nói, tôi chọn nó. Người đàn ông trung niên cười nói, được, tiền cược là 100 triệu tiền tiên. Chúng ta sẽ cùng xẻ đá một lúc, sau đó so giá trị, món đồ của ai có giá trị cao hơn thì người đó thắng. Dứt lời, hai người đều bắt đầu tách đá. Trong tảng đá của người đàn ông chứa một lá đạo phù đang tỏa ra khí tức rất mạnh, đây là bùa sát sinh do một tu sĩ tầng thứ hai đạo cảnh tạo ra nên có uy lực phi thường. Ngô Bình cũng đã xẻ đá xong, bảo bối anh có được là một cái găng tay màu bạc đang tỏa ra khí tức mạnh hơn lá đạo bùa kia gấp nhiều lần. Nhìn thấy cái găng tay đó, người đàn ông ngẩn ra rồi hỏi, găng tay ư? Ngô Bình đeo cái găng lên tay phải. Sau đó cử động 5 ngón tay thì thấy có một luồng sức mạnh cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể mình, anh sáng mắt lên rồi nói, pháp khí đạo cảnh. Người đàn ông cau mày, đây là pháp khí đạo cảnh ư? Ngô Bình hỏi, ông không tin à? Người đàn ông, cậu cần chứng minh uy lực của nó. Ngô Bình, chuyện này đơn giản, dứt lời, anh tung một quyền ra, ngay sau đó đã có một hình ảnh nắm đấm màu bạc bay ra ngoài rồi lao vút lên cao. Một hành tinh bay ngang qua bị quyền ấn ấy va chúng thì lập tức vỡ tan. Trông thấy cảnh tượng này, người đàn ông sững sờ rồi lẩm bẩm, hỏng ăn rồi, sao lúc trước mình không phát hiện ra nó nhỉ? Ngô Bình, giờ đạo phù của ông cũng là của tôi rồi, ngoài ra còn phải trả cho tôi 100 triệu nữa. Người đàn ông vẫn vui vẻ nói, đương nhiên, chúng tôi rất trọng chữ tín, dứt lời, ông ta đã đưa một túi tiền cho Ngô Bình. Bên trong có vừa đủ 100 triệu tiền tiên. Trả tiền xong, người đàn ông cười nói, cậu bạn, có muốn chơi thêm một ván nữa không? Ván này chúng ta sẽ chọn đá ở cả khu này luôn. Ngô Bình, được, ông tính cược bao nhiêu? Người đàn ông, càng nhiều càng tốt, còn phải xem công tử có bao nhiêu đã. Ngô Bình bật cười nói, thế thì 5.000 tỷ tiền tiên đi. Nghe thấy con số này, người đàn ông giật bắn mình. Ông ta đoán cùng lắm thì Ngô Bình có 200-300 triệu thôi, ai dè anh hô tới con số này. Đột nhiên ông ta cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn cười nói, được, để tôi về lấy tiền đã, công tử chờ một lát. Người đàn ông vội vã rời đi, sau đó đến một tòa nhà màu trắng để gặp một người đàn ông mặc áo bào bạc. Ông ta cung kính tiến lên hành lễ rồi nói, ông chủ, bên ngoài có một khách hàng lớn. Ban nãy đã thắng cược với tiểu nhân 100 tỷ. Giờ tiểu nhân định thắng lại cậu ta ở vòng 2 nên để cậu ta tự ra giá cược, ai dè cậu ta nói là 5.000 tỷ tiền tiên. Người đàn ông mặc áo bào sáng mắt lên nói, 5.000 tỷ ư. Nhiều tiền thế thì chỉ cỡ tông chủ của Ngạo Thế Đan Tông mới có thôi, ha ha, xem ra người này đã có chuẩn bị từ trước rồi. Người đàn ông kia, có lẽ là vậy ạ, vì thế tiểu nhân lo cậu ta đang gài mình. Người đàn ông mặc áo bạc vung tay lên, một tảng đá ẩn cao bằng nửa người đã xuất hiện, gã nói, thứ bên trong tảng đá này có giá trị không tưởng, ông hãy dùng nó. Người đàn ông kia nhìn tảng đá thì thấy bề mặt của nó có phù văn màu bạc sáng lấp lánh, ông ta thoáng kinh ngạc rồi nói, phù quang lộ cả ra ngoài. Thì ra giới đá ẩn có một nhận định chung là nếu tảng đá ẩn nào có khí tức lộ ra ngoài thì thứ ở bên trong chắc chắn là bảo vật vô thượng. Vì chủ có bảo vật vô cùng mạnh thì mới có thể tỏa năng lượng ra bên ngoài qua lớp vỏ đá. Người đàn ông áo bạc, đi đi, trừ khi cậu ra tìm thấy một tảng đá có khí tức lộ ra ngoài khác, không thì chắc chắn sẽ thua. Ở phía khác, Nguyệt Thanh Ảnh nói, công tử, họ là người bán đá nên chắc chắn sẽ có đá ẩn quý, điều này sẽ gây bất lợi cho công tử. Ngô Bình cười nói, cứ bình tĩnh, chúng ta hãy ra ngoài để chọn một tảng đá tốt. Thấy Ngô Bình vẫn bình thản như không, Nguyệt Thanh Ảnh không nói gì nữa, sau đó cả hội đã theo anh đi ra ngoài. Hơn một tiếng sau, Ngô Bình đã đứng trước một tảng đá ẩn màu xám bề mặt có hoa văn màu vàng. Trông thấy tảng đá này,
Hà Tử Trần nói, công tử, hoa văn trên mặt của tảng đá này rất giống khí tức lộ ra ngoài, nhưng cũng có thể là người khác cố tình tạo ra để lừa người mua. Đôi mắt nhìn xuyên thấu của Ngô Bình đã quan sát tảng đá này nãy giờ, bên trong đá có một chiếc nhẫn màu vàng, trên nhẫn khắc 9 con thần long trông như thật. Xung quanh chiếc nhẫn có ảo ảnh của 9 con rồng đang bay lượn, khí tức của chúng đều rất mạnh. Ngô Bình quan sát một lát rồi nói với Hà Tử Trần, lấy tảng này, tôi thấy khí tức của nó là thật đấy. Chủ hàng đã đứng cạnh họ từ lâu nên nói, công tử thật tinh mắt, thời gian bảo vật này ở trong đá còn ngắn nên khí tức chưa hoàn toàn lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn bên trong là đồ quý. Ngô Bình hỏi thẳng, giá bao nhiêu? Chủ hàng mỉm cười giơ ba ngón tay lên, 300 tỷ. Ngô Bình thoáng có vẻ kinh ngạc, một tảng đá ẩn mà những 300 tỷ ư. Chủ hàng nói, công tử, tiền nào của đấy mà. Nếu cậu chọn tảng khác thì tôi cũng không báo giá cao thế đâu. Ngô Bình chỉ do dự một chút rồi nói, tôi mua. Trả tiền xong, anh lại lượn sang chỗ khác rồi mua thêm ba tảng đá ẩn nữa. Đến 3 tiếng sau, anh mới quay lại chân viên. Người đàn ông trung niên ban nãy đã chờ ở đây tới mức sốt ruột, vì sợ Ngô Bình không quay lại. Giờ nhìn thấy anh thì ông ta mới thở phào một hơi rồi cười nói, công tử đã chọn đá xong chưa? Ngô Bình, tôi chọn được mấy tảng, còn ông? Người đàn ông lấy tảng kia ra rồi cười nói, của tôi đây. Thấy thế, Hà Tử Trần lập tức nói, đá ẩn có khí tức lộ ra ngoài, các người chơi xấu. Người đàn ông cau mày, cô nương, cô đừng nói bậy, hai bên đã thống nhất tự đi chọn đá. Hơn nữa, đây là đá của chân viên chúng tôi, có gì đâu mà cô bảo chơi xấu. Hà Tử Trần cười mỉa, ai chẳng biết đá ẩn có khí tức lộ ra ngoài chắc chắn sẽ có bảo bối vô giá. Người đàn ông nhìn sang Ngô Bình, ý công tử thế nào? Ngô Bình nhìn tảng đá của ông ta rồi cười nói, đúng là đá quý, bảo bối bên trong cũng rất phi phàm. Nhưng tôi vẫn muốn cược với ông tiếp, nếu ông thua thì tảng đá này cũng là của tôi đúng không? Người đàn ông, đương nhiên, không chỉ có tảng đá này thuộc về công tử mà tôi cũng sẽ trả tiền cho tảng đá mà công tử đã mua. Ngô Bình, được, thế tôi chọn tảng này, anh lấy tảng đá có hoa văn màu vàng ra. Người đàn ông rất tự tin, sợ Ngô Bình hối hận nên ông ta hỏi dồn, chúng ta bắt đầu luôn chứ? Bắt đầu thôi. Ngô Bình tung một chưởng xuống tảng đá, nó lập tức vỡ tan, một chiếc nhẫn cửu long rơi xuống. Nó vừa xuất hiện, đã có 9 con thần long bay ra rồi vang lên tiếng rồng ngâm chấn động, con nào cũng có khí tức ngang với cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh. Phía khác, người đàn ông cũng đã xẻ đá xong, bên trong là một thanh trường kiếm màu bạc đang tỏa khí tức bức người. Nhưng khí tức này cũng lắm chỉ ngang với cường giả tầng thứ 4 đạo cảnh thôi, còn kém xa chiếc nhẫn cửu long của Ngô Bình. Thấy thế, người đàn ông biến sắc mặt rồi lẩm bẩm, đây, là bảo bối gì vậy? Ngô Bình nhặt cái nhẫn lên rồi đeo lên tay trái, ngay sau đó đã có 9 nguồn sức mạnh tiến vào trong da thịt của anh rồi nối liền với bí thần. Khi sức mạnh ấy tràn vào bí thần, nếu Ngô Bình không có bí thần chí tôn hoàng kim thì chắc không thể chịu được, thậm chí anh vẫn cảm thấy bị áp lực mạnh. Người Ngô Bình hơi run lên, mặt cũng hơi tái. Nhưng không lâu sau, áp lực kia đã biến mất. Thay vào đó là một cảm giác mạnh mẽ vô song. Lúc này, người đàn ông mặc áo bào bạc đã xuất hiện, gã nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Ngô Bình rồi gần giọng nói, nhẫn cửu long. Pháp khí của cửu long đạo tôn. Ngô Bình nhìn gã rồi cười nói, các hạ biết chiếc nhẫn này ư. Người đàn ông áo bạc gật đầu, tôi đã nhìn thấy ảnh của nó trên tiên khí phổ. Tên của nó là nhẫn cửu long. Do một cường giả tầng thứ 10 đạo cảnh tên là Cửu Long Đạo Tôn tạo ra, nó đứng thứ 24 trên tiên khí phổ. Ngô Bình, ra là nhẫn Cửu Long, xem ra tôi gặp may rồi. Sau đó, anh nhìn sang người đàn ông chơi cá cược với mình rồi nói, hình như thanh kiếm của ông không bằng cái nhẫn này của tôi đâu, ông thua rồi. Người đàn ông kia chẳng hề lo lắng chút nào, đã thế còn mỉm cười nhìn người đàn ông áo bạc rồi nói, ông chủ. Xem ra chúng ta may rồi, không ngờ lại gặp được bảo bối trên tiên khí phổ. Người đàn ông áo bạc, đúng là tôi may thật. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh giọng nói, sao, các người định cướp đồ à? Người đàn ông áo bạc dậm chân một cái, mặt đất đã ung chuyển, một đại trận nổi lên vây chân viên lại.
Cùng lúc đó, khói bốc lên khắp nơi, cả hai người đàn ông đều biến mất. Không hay rồi, chúng ta đã bị nhốt trong đại trận, Lý Thuần như cau mày nhưng không hề hoảng hốt. Nhưng Vũ Đại Cường đã run như cầy sấy, sư huynh ơi làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết ư? Ngô Bình bình tĩnh nói, không sao, chỉ là một sát trận còn con thôi, không nhốt được chúng ta đâu. Cậu tự tin quá rồi đấy, người đàn ông áo bạc lên tiếng, đại trận này do một cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh tạo ra, mỗi lần dùng tốn cả 100 tỷ tiền tiên, các người được chết trong đây cũng là một loại vinh hạnh đấy. Lý Thuần như cười mỉa, ông có biết chúng tôi là ai không? Người đàn ông áo bạc, điều đó không quan trọng, vì các người có chết ở đây thì cũng không ai biết. Ngô Bình, xem ra ông thường xuyên dùng sát trận này để hại người. Người đàn ông áo bạc, ít lắm. Nếu không vì chiếc nhẫn kia quá quý cùng khoản tiền cược quá lớn thì tôi cũng không dùng đến cách này đâu. Nhưng không sao, giết các người xong thì tôi sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi đây rồi thì còn ai tìm được tôi nữa. Ngô Bình lạnh giọng hỏi, nếu sát trận của ông không nhốt được tôi thì sao? Người đàn ông áo bạc hừ nói, trừ khi cậu là cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh, không thì còn lâu mới làm được. Ngô Bình, nhưng tôi có nhẫn cửu long. Người đàn ông áo bạc cười phá lên, nhẫn cửu long. Cậu có thể luyện hóa nó thử xem, tôi đảm bảo cậu sẽ bị nổ banh xác. Nhẫn này chỉ dành cho thiên kiêu tuyệt thế dùng thôi, trừ khi cậu có bí thần chí tôn, không thì đừng mơ luyện hóa được. Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói, tiếc là vừa hay tôi lại có bí thần chí tôn hoàng kim. Dứt lời, anh vung tay trái lên, sau đó dùng sức mạnh của cửu long để thi triển thiên hạ cửu kiếm, đồng thời bày thiên hạ kiếm trận để bảo vệ tất cả mọi người. Người đàn ông áo bạc trố mắt ra nhìn rồi nói, không thể nào. Biến trận. Ngay sau đó đã có rất nhiều bàn tay khổng lồ màu đen chộp xuống kiếm trận của Ngô Bình, nhưng chúng vừa tới gần thì đã bị kiếm khí nghiền nát. Người đàn ông áo bạc hoảng hốt, nếu gã để nhóm Ngô Bình chạy thoát thì Ngạo Thế Đan Tông sẽ không bỏ qua cho chân viên, vì thế gã tiếp tục hô lên, biến tiếp. Lần này, có rất nhiều sát quang rơi xuống mang theo cả tia lửa và sấm sét, nhưng vẫn không có tác dụng, vì chẳng thể phá được phòng ngự của kiếm trận. Người đàn ông áo bạc tái mặt, hình như gã đã nhìn ra các cửa nên lẩm bẩm, đây là thiên hạ kiếm trận ư. Ngô Bình, ông bận rộn nãy giờ rồi thì giờ đến lượt tôi, chém. Anh tạm thu kiếm trận lại rồi có một đường kiếm bay ra, sau đó tạo thành một lỗ thủng ở đại trận bên ngoài, tiếp theo có rất nhiều đường kiếm bay ra theo, chỉ trong một thời gian ngắn, sát trận đã bị phá vỡ. 10 phút sau, đại trận bên ngoài đã vỡ vụn, thiên hạ kiếm trận của Ngô Bình đảo khách thành chủ và che phủ toàn bộ chân viên. Lúc này, sương mù tản đi. Hai người đàn ông kia đã xuất hiện với vẻ mặt méo mó. Có 9 đường kiếm vận chuyển trên ngón tay của Ngô Bình, anh thờ ơ nói, giờ ai trong hai người trả 5.300 tỷ cho tôi đây? Người đàn ông áo bạc nói, cậu bạn, tôi là Hồng Cự, bố tôi là gia chủ của nhà họ Hồng, một trong 3 đại thế gia đá ẩn. Ngô Bình cau mày, ai khiến ông giới thiệu làm gì? Hồng Cự nghiến răng nói, tạm thời tôi chưa có nhiều tiền như thế. Thư thư cho tôi vài hôm được không? Ngô Bình, không có mà ông dám cá cược với tôi à? Vũ Đại Cường hỏi, các đá ẩn ở đây của ông có giá bao nhiêu? Hồng Cự, khoảng hơn 3.000 tỷ tiền tiên. Vũ Đại Cường hỏi tiếp, trên người ông đang có bao nhiêu tiền mặt? Hồng Cự, khoảng 1.200 tỷ. Vũ Đại Cường, vẫn chưa đủ. Hồng Cự, tôi sẽ sai người báo tin về nhà, để họ mang tiền đến. Lúc này, Nguyệt Thanh Ảnh đã thầm nói với Ngô Bình, công tử, tôi biết nhà họ Hồng, họ là thế lực đứng đầu về đá đẩn, công tử phải cẩn thận đấy. Ngô Bình, thế này đi, tôi sẽ tạm giữ hết chỗ đá này cùng toàn bộ số tiền mặt hiện giờ của ông. Sau đó, ông hãy về nhà rồi mang tiền đến chuộc. Hồng Cự thấy tim mình nhỏ máu, tuy bố gã là gia chủ, nhưng bỏ ra cả một khoản tiền lớn như vậy thì chắc chắn các trưởng lão trong gia tộc sẽ phản đối. Vớ vẩn khéo còn ảnh hưởng đến vị trí của bố gã, nhưng chuyện đến nước này rồi, gã không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý. Sau đó, Ngô Bình đã tịch thu hết tiền trên người gã cùng toàn bộ đá ẩn ở đây, nhưng vẫn đủ số tiền cược nên anh sẽ phải quay lại lấy tiếp. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ nên anh quyết định sẽ báo cho tông chủ thần bằng.
Thần Bằng đang đánh mạt trược ở đỉnh Tiêu Doa, Ngô Bình bảo nhóm Nguyệt Thanh Ảnh trông coi chân viên giúp mình, nếu có ai đến mua đá ẩn thì cứ bán. Sau khi nghe ngóng, anh đã tìm đến đỉnh Tiêu Giao. Anh vừa đáp xuống thì đã có hai tu sĩ ra đón, họ hỏi, anh đến chơi mạt trược à? Ngô Bình, tôi đến tìm người. Một người hỏi, anh tìm ai? Ngô Bình, Thần Bằng. Hai người kia bật cười nói, ông ấy đang thua rất nhiều nên chắc không rảnh để gặp anh đâu. Ngô Bình, không sao, cứ dẫn đường cho tôi. Một người nói, được thôi, đi theo tôi. Ngô Bình được dẫn vào trong một đại điện cao lớn bằng đá, anh thấy bên trong có rất nhiều gian phòng, trong mỗi phòng đều có người ngồi chơi mạt trược. Anh đi vào một trong các gian phòng thì thấy Thần Bằng đang nhăn nhó ngồi chơi với ba người khác. Người dẫn anh vào gọi, Thần Bằng, có người tìm ông này. Ai thế, Thần Bằng bực tức quay lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Tâm trạng bực dọc của ông ấy lập tức biến mất, sao cậu lại đến đây? Ngô Bình đi tới cạnh rồi cười nói, tông chủ đang thua ạ. Thần Bằng thở dài đáp, đừng nhắc nữa, tôi thua hơn 100 tỷ rồi. Đang định tìm người vay tiền đây. Ngô Bình lấy một túi tiền ra để lên bàn rồi nói, tông chủ. Trong này có 200 tỷ, người cứ lấy mà dùng ạ. Thần Bằng sáng mắt lên, được được, khi nào về tôi sẽ trả cậu sau. Có số tiền này rồi thì nhất định tôi sẽ xoay chuyển tình thế. Ngô Bình, tông chủ, đệ tử có chuyện cần nói với người ạ. Thần Bằng vừa chơi vừa hỏi, chuyện gì thế? Ngô Bình kể lại chuyện Hồng Cự, nghe thấy Ngô Bình đã thắng mấy nghìn tỷ, mọi người ngồi chơi cùng Thần Bằng đều ngẩn ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Thần Bằng trầm ngâm một lát rồi nói, cậu không cần tham gia đại hội nữa, hãy mang hết đá ẩn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngô Bình cau mày, tông chủ, thế không lấy 1.000 tỷ nữa ạ? Thần Bằng thở dài nói, đừng hỏi nữa, hãy nghe tôi, mau rời khỏi đây đi. Dứt lời, ông ấy đẩy các quân mạt trược rồi nói, không chơi nữa, sau đó dẫn Ngô Bình ra ngoài. Ngô Bình, tông chủ không muốn lấy lại tiền ạ? Thần Bằng nghiêm túc nói, có chuyện này, cậu không biết đâu. Ngô Bình, chuyện gì ạ? Thần Bằng, phu nhân của tông chủ cũng họ Hồng, và xuất thân từ gia tộc nhà họ Hồng đó đấy. Phu nhân đã sinh cho tông chủ một người con trai thiên tài nên bà ấy muốn gì thì tông chủ cũng đồng ý hết. Vì vậy, bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm đó. Ngô Bình híp mắt lại nói, ý của người là thượng tông chủ sẽ gây bất lợi cho đệ tử ư? Thần Bằng, tôi cũng không chắc lắm. Nhưng cậu nên rời khỏi đây thì hơn. Chỉ cần cậu không ở tiên giới nguyên sử thì sẽ được an toàn. Ngô Bình cau mày nói, tông chủ, nhưng đệ tử không làm gì sai nên sẽ không đi đâu hết ạ. Thần Bằng thở dài nói, Ngô Bình, ngoài mặt thì cậu là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông, nhưng môn phái cũng chưa cung cấp được cho cậu bao nhiêu tài nguyên. Cậu có được thành tựu như ngày hôm nay là dựa cả vào thiên bẩm và nỗ lực của bản thân. Vì thế thượng tông chủ biết rõ sớm muộn gì cậu cũng rời khỏi Ngạo Thế Đan Tông, rất có thể ông ấy sẽ vịn vào cớ này để khống chế cậu, để cậu không bao giờ có thể rời khỏi đây được nữa. Ngô Bình cau mày, tông chủ, có phải trước kia từng có tiền lệ rồi không ạ? Thần Bằng gật đầu, Ngô Bình, tôi thấy cậu có tiềm lực vô tận nên không muốn cậu bị hạn chế. Vì thế, cậu nhất định phải nghe tôi. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói, đệ tử biết tông chủ có ý tốt, nhưng đệ tử sẽ không đi đâu hết. Nếu thượng tông chủ làm như vậy với đệ tử thì đệ tử chỉ còn cách rời khỏi Ngạo Thế Đan Tông thôi. Thần Bằng thấy anh kiên quyết như vậy thì thở dài nói, tóm lại là tôi đã nhắc nhở cậu rồi, còn lại cậu tự lo đi vậy, dứt lời, ông ấy lại quay vào trong đánh mạt trược. Ngô Bình quay lại chân viên rồi gói hết đá ẩn cho vào nhẫn chữ đồ. Sau đó kể lại lời của Thần Bằng cho mọi người nghe. Vũ Đại Cường tức giận nói, thượng tông chủ mà lại như vậy, đúng là đáng thất vọng. Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Thanh Ảnh nói, công tử, tôi có một đề nghị thế này, công tử có thể cân nhắc. Ngô Bình, mời Nguyệt cô nương nói. Nguyệt Thanh Ảnh, hay công tử hãy đến Thần Châu với tôi, ở đó là địa bàn của chúng tôi nên Ngạo Thế Đan Tông sẽ không thể gây bất lợi cho công tử hay làm gì công tử cả. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, lần này tôi đến đây là vì năm thần lò, nếu không được thấy chúng thì tôi không cam tâm. Nguyệt Thanh Ảnh, phải có năm ngọc bài thì mới được xem thần lò,
mà tôi lại đang có cả năm đây. Nói rồi, cô ấy lấy 5 tấm ngọc bài ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình rất bất ngờ nên hỏi ngay, Nguyệt cô nương lấy đâu ra vậy? Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, có tiền là mua được ấy mà. Ngô Bình nghĩ thấy cũng đúng, sớm biết vậy thì tôi cũng mua thẳng cho xong. Nguyệt Thanh Ảnh, công tử, chắc Thượng Tông chưa biết chuyện vừa xong đâu nên công tử hay tranh thủ đi xem năm thần lò luôn đi. Ngô Bình gật đầu, được. Loáng cái, bọn họ đã đi đến chỗ của năm thần lò. Đây là một cung điện rất lớn có người canh gác bên ngoài, ai muốn vào trong thì cần có 5 ngọc bài, ngoài ra còn phải nộp 100 triệu tiền tiên. Thấy phải nộp nhiều tiền như vậy nên hầu hết mọi người đều không đồng ý, vì vậy trước điện bây giờ chẳng có ai. Thấy Ngô Bình đi tới, người trong điện lập tức hào hứng hỏi, anh muốn vào trong à? Ngô Bình giơ 5 tấm ngọc bài cùng 100 triệu tiền tiên ra rồi nói, tôi muốn vào trong tham quan. Người kia kiểm lại tiền xong rồi nói, vào đi, hy vọng anh sẽ có thu hoạch nào đó. Nguyệt Thanh Ảnh, tôi nghe nói nếu ai có thể hấp thu được đan dược trong thần lò thì thần lò và lò luyện đan ở bên trong sẽ thuộc về người ấy đúng không? Người kia cười đáp, đúng vậy, nhưng mọi người đừng hy vọng làm gì, bởi chẳng ai có thể làm được điều ấy đâu. Ngô Bình không nói gì mà đi thẳng vào bên trong. Bên trong đại điện có các lò luyện đan đang tỏa ra quang khí khác nhau, trông thấy năm thần lò, Ngô Bình biết ngay chúng thật ra chỉ là một, khí tức của năm lò đều bổ sung cho nhau. Anh đi quanh một vòng đồng thời khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì quả nhiên nhìn thấy thật ra năm thần lò này chỉ là hóa thân của một lò luyện đan. Đúng vậy, chúng là hóa thân của một lò luyện đan, mà lò ấy hiện không ở đây. Đương nhiên, anh muốn nhìn thấy lò luyện đan thật thì phải khám phá ra được điều huyền bí. Đó cũng là lý do vì sao từ bao lâu nay, không ai có thể luyện hóa được đan dược trong lò, vì đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngô Bình quan sát một lát rồi đập vào từng cái lò một, mỗi chưởng của anh đều có lực khác nhau, đó chính là thủ pháp của một loại đan quyết. Lúc này, năm thần lò đều hơi rung lên, một tia sáng chiếu từ trên cao xuống. Lò luyện đan thật sự đã đáp xuống. Bên trong lò đúng là phong ấn một viên đan dược. Ngô Bình nhìn quanh rồi giơ tay lấy cái thần lò thật sự, sau đó quay người đi ra ngoài. Thấy anh đi ra, người gác cổng cười nói, tôi bảo rồi mà, không ai làm được đâu, anh cũng thế thôi. Ngô Bình, đúng là khó thật, tôi không thử mà bỏ cuộc luôn. Dứt lời, anh dẫn cả bọn rời đi. Người gác cổng ngoảnh lại nhìn vào trong thấy năm thần lò vẫn còn nguyên thì mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc. Anh ta không hề biết rằng, vài phút sau, năm thần lò đều mờ dần, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Ngô Bình rời khỏi đó rồi nói, Nguyệt cô nương, chắc tôi phải làm phiền cô vài hôm rồi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, công tử đừng khách sáo. Ngô Bình nói với Vũ Đại Cường, Đại Cường. Cậu ở lại đây đi để thăm dò tin bên này cho tôi. Nếu Thượng Tông có hỏi thì cậu cứ trả lời thật. Vũ Đại Cường gật đầu, vâng, em nhớ rồi. Ngô Bình đưa cho anh ta một túi tiền, bên trong có 10 tỷ tiền tiên và nói, cậu cầm đi, dùng để mua tài nguyên mà tu hành, khi nào việc bên này xong thì cậu có thể đến Thần Châu tìm tôi. Sau khi dặn dò vài câu, Ngô Bình và ba cô gái đã rời khỏi đại hội rồi đến Thần Châu. Bọn họ vừa đi không lâu thì nhà họ Hồng đã cử một tốp cao thủ đến. Cùng lúc đó, có một người đàn ông anh Tuấn mặc áo vàng đang chỉ dẫn cho một cậu thiếu niên luyện đan ở Thượng Tông của Ngạo Thế Đan Tông. Người đàn ông khôi ngô này thoạt nhìn chỉ như thanh niên mới ngoài 20 tuổi, nhưng thật ra chính là Trương Ngạo Nhiên Thượng Tông chủ của Ngạo Thế Đan Tông, còn cậu thiếu niên chính là con trai cưng của ông ấy, cũng là một thiên tài luyện đan. Đột nhiên có một người phụ nữ xinh đẹp. Cao quý đi tới rồi cười nói, Ngạo Nhiên, có một đệ tử ở Hạ Tông đã lừa bên nhà ngoại của tôi mấy nghìn tỷ, đúng là chẳng ra làm sao cả. Đây chính là phu nhân của Trương Ngạo Nhiên, cũng là mẹ của cậu thiếu niên. Trương Ngạo Nhiên tỏ vẻ bất ngờ hỏi, những mấy nghìn tỷ cơ à? Chuyện là thế nào? Trương phu nhân, Ngạo Nhiên, nghe nói đệ tử kia đã chơi xấu nên đã thắng cháu tôi trong lúc cược đá ẩn. Trương Ngạo Nhiên là một người rất thông minh, tuy Trương phu nhân nói là vậy, nhưng ông ấy vẫn có thể đoán ra được lý do, thế à? Chứ không phải cháu bà tính kế hại người ta trước hả?
Trương phu nhân cười nói, ngạo nhiên, dẫu sao cũng là cháu bên nhà ngoại tôi. Ngày xưa, ông có thể ngồi lên được vị trí này cũng nhờ nhà tôi hết sức ủng hộ còn gì. Trương ngạo nhiên trầm mặc một lát rồi hỏi, thế đệ tử kia tên gì? Trương phu nhân, tôi chưa hỏi, nhưng chắc không phải nhân vật quan trọng gì đâu. Trương ngạo nhiên gật đầu, được rồi, bà bảo các trưởng lão xử lý đi, tôi còn phải hỗ trợ con trai luyện thêm vài lò đan dược nữa. Xong, ông ấy vừa nói dứt câu thì có người hớt hải chạy vào báo, thượng tông chủ, không hay rồi. Trương ngạo nhiên trầm giọng hỏi, có chuyện gì mà hấp tấp thế, nói đi. Người kia vừa hoảng vừa sợ, tông chủ, năm thần lò biến mất rồi. Cái gì, Trương ngạo nhiên đứng bật dậy. Năm thần lò rất huyền diệu, nếu không luyện được đan dược ở bên trong thì không thể lấy chúng đi được. Lẽ nào, đã có người luyện hóa được tất cả đan dược rồi? Trương ngạo nhiên hỏi, trước khi thần lò biến mất, có ai vào trong không? Người kia đáp, thưa thượng tông chủ, có một người vào ạ. Nhưng người đó vào xong là ra ngay rồi bảo là bỏ cuộc, sau đó đệ tử gác điện vào xem thì thần lò vẫn ở đó. Trương ngạo nhiên lẩm bẩm, thế thì lạ thật. Lẽ nào thần lò tự bay đi? Phía khác, cũng có rất nhiều cao thủ của nhà họ Hồng đến chân viên. Hồng Cự và một ông lão xuất hiện, Hồng Cự vừa về đã thấy đá ẩn của mình đã biến mất cả, còn nhóm Ngô Bình thì cũng chẳng thấy đâu. Gã dậm chân nói, ông ơi, tên đó đi rồi. Ông lão có cái đầu nhọn, đôi lông mày dài màu vàng, lão ta hừ lạnh nói, nó không chạy thoát được đâu, cho người đi kiểm tra đi. Dù nó có chạy lên trời thì ông cũng phải đuổi theo để tính sổ vụ này. Hiện giờ, Ngô Bình và ba cô gái đẹp đã đến Thần Châu. Thần Châu là vùng phúc địa của tiên giới nguyên sử, một nơi tương tự như Động Thiên Thanh Linh, nhưng quy mô lại lớn hơn rất nhiều. Sau khi đến đây, Ngô Bình cảm thấy linh khí và trật tự đại đạo ở nơi này rõ ràng có sự khác biệt, nó thuộc thời không duy độ cao. Vừa đến đây, Ngô Bình đã nhìn thấy có một đoàn binh sĩ tuần tra bay qua, ai nấy đều mặc giáp và cầm vũ khí, người đi đầu hỏi các người là ai? Đến Thần Châu làm gì? Nguyệt Thanh Ảnh bước ra hỏi, anh ở đội tuần tra nào mà không biết tôi? Trông thấy Nguyệt Thanh Ảnh, mấy người kia lập tức để ý ấy huy hiệu gia tộc trên áo cô ấy, đó là hình mặt trăng khuyết màu vàng. Thấy thế, người kia vội cúi đầu nói, tham kiến Nguyệt cô nương. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, tôi dẫn bạn đến chơi, các người lui đi. Vâng, bọn họ lập tức lui xuống. Họ đi xa rồi, Ngô Bình mới hỏi, Nguyệt cô nương, tất cả mọi người đến Thần Châu đều bị điều tra à? Nguyệt Thanh Ảnh, thường là vậy, nhưng nếu không gặp đội tuần tra thì cứ vào thôi. Hà Tử Trần, chị, mình đến địa bàn của Nguyệt Thị luôn à? Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, không, đến Đỉnh Tinh đã. Nghe thấy thế, Hà Tử Trần sáng mắt lên, Đỉnh Tinh vẫn là một trong các nơi trọng yếu của Thần Châu, tu luyện ở đó rất tốt, chỉ là mất phí hơi cao thôi. Nguyệt Thanh Ảnh, đúng thế, nhưng Nguyệt Thị có một căn nhà ở vị trí đẹp nhất trên Đỉnh Tinh, thành viên nòng cốt của gia tộc sẽ được đến đó tu luyện. Ngô Bình không biết Đỉnh Tinh là gì nên hỏi, đó là nơi tu luyện à? Nguyệt Thanh Ảnh, đúng thế. Đỉnh Tinh là nơi gần trật tự đại đạo nhất nên lĩnh ngộ đại đạo ở đó là nhất. Song, Đỉnh Tinh do chủ của nơi đó quản lý, đó là một trong các nhân vật mạnh nhất ở Thần Châu, vì thế người bình thường muốn đến thì phải trả phí. Ngô Bình, tôi vừa tiến vào cảnh giới động pháp, đúng là bây giờ cần một chỗ để lĩnh ngộ trật tự đại đạo. Nguyệt Thanh Ảnh, nhà họ Hồng và chuyện của thần lò chắc chắn sẽ gây chấn động, thời gian tới, công tử hãy bế quan tu luyện ở Đỉnh Tinh một thời gian. Chờ sóng yên biển lặng thì xuống núi cũng chưa muộn. Hà Tử Trần cũng đồng ý, đúng đấy, công tử hãy ở lại đây tu luyện đi. Ngô Bình, đây là nhà của Nguyệt Thị, một mình tôi ở e không hay cho lắm. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, sắp tới, tôi sẽ mang ít dược liệu tới, đến lúc đó phiền công tử luyện chế vài lò đan dược giúp Nguyệt Thị chúng tôi. Ngô Bình, được thôi. Trong lúc họ nói chuyện thì phía trước đã xuất hiện một đỉnh núi khổng lồ, trên đỉnh có các ngôi sao sáng. Trên đỉnh cao nhất có một đám mây thi thoảng lại lóe lên tia sét, chiếu sáng các trật tự đại đạo. Thấy thế, Ngô Bình ngạc nhiên nói, đây là Đỉnh Tinh ư.
Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, Đỉnh Tinh là khu vực trọng tâm của Thần Châu nên có rất nhiều điều kỳ thú. Để tôi dẫn công tử đến nhà ở trên đó. Những người khác ở lại, chỉ có Nguyệt Thanh Ảnh dẫn Ngô Bình bay lên đỉnh cao nhất. Diện tích ở đây không lớn, chỉ có 7 ngôi nhà, trong đó có một căn của Nguyệt Thị. Khi họ đến gần thì có một đồng tử đi ra rồi lễ phép chào hỏi, Nguyệt cô nương, có người vào trong tu luyện ạ? Nguyệt Thanh Ảnh, ừ. Đồng tử, vâng, nếu công tử cần gì thì cứ nói với tiểu nhân là Hỷ Hoan. Ngô Bình gật đầu, ừm. Nguyệt Thanh Ảnh mở cửa ra, đây là một căn nhà có cả sân trước và sân sau. Công tử, đây là sản nghiệp của Nguyệt Thị tôi, anh cứ yên tâm tu luyện ở đây. Nếu anh cần gì thì cứ nói với Hỷ Hoan ở bên ngoài, cậu ấy đã nhận tiền của chúng tôi nên sẽ hỗ trợ anh hết mực. Nếu có việc gì cậu ấy không làm được thì anh cứ gọi tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình, cảm ơn Nguyệt cô nương. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, lúc trước, chúng ta cũng đã hỏi qua tuổi tác của nhau rồi. Tôi kém công tử một tuổi, nếu công tử không chê thì cứ gọi tôi là Thanh Ảnh, còn tôi sẽ gọi công tử là Ngô Đại Ca. Ngô Bình cười nói, được. Nguyệt Thanh Ảnh, Ngô Đại Ca, thế em không làm phiền anh nữa. Bọn em sẽ về Nguyệt Thị luôn, chúc anh sớm đột phá. Nguyệt Thanh Ảnh đi rồi, Ngô Bình tìm một căn phòng nhưng không vội vàng tu luyện ngay, mà lấy thần lò ra để xem có luyện hóa đan dược ở bên trong hay không. Thần lò này rất lợi hại, khí tức nó tỏa ra rất mạnh, chắc hẳn đan dược bên trong cũng phi thường, so ra còn mạnh hơn lò luyện đạo cảnh trước đó mà anh thấy. Xong, không thể cậy mạnh mà hấp thu đan dược bên trong được. Mà cần tới một kỹ xảo luyện đan cao minh. Anh quan sát một lát rồi lẩm bẩm, muốn lấy được đan dược thì tốt nhất mình nên chờ đến khi tu vi đạt tới cảnh giới cao hơn. Vì thế, anh đành cất lò luyện đi rồi bắt đầu tu luyện. Anh đã có bí thần rất mạnh, sau đó cần hiểu rõ trật tự đại đạo để chọn ra những đại đạo phù hợp với bí lực mà anh tu luyện. Trật tự đại đạo trong tự nhiên cũng có thứ bậc, có cái mạnh cái yếu. Giống như vua chúa cùng các văn võ bá quan cùng trị vì một đất nước. Theo đó, trật tự được chia thành 5 cấp là hạ, trung, thượng, thánh và thiên, tương ứng với pháp thuật hạ cấp và trung cấp. Bí lực dung hợp với trật tự hạ phẩm thì sẽ hình thành pháp thuật hạ cấp, bí lực kết hợp với trật tự thượng phẩm thì cho ra pháp thuật thượng cấp. Ngô Bình ngồi xếp bằng xuống để cảm nhận trật tự. Loáng cái, anh đã thấy có một trật tự đứng đầu. Nó ở tít trên cao như một vị hoàng đế đang ra chỉ thị, không một trật tự nào ở bên dưới dám chống lại. Ngô Bình sáng mắt lên rồi lẩm bẩm, trật tự thiên phẩm. Không biết bí lực của mình có dung hợp được không nhỉ? Ngô Bình thử kết nối bí thần với trật tự đại đạo như một vị hoàng đế ấy, song trật tự này quá mạnh, thần niệm của anh vừa tiến lại gần thì bí thần đã tê dần, sâu thẳm trong anh cũng sinh ra một cảm giác muốn hàng phục. Anh cố chống lại cảm giác ấy rồi thúc giục thần niệm của mình tiếp tục kết nối, lần một, lần hai rồi lần ba. Mỗi lần Ngô Bình kết nối, trật tự thiên phẩm kia đều rất lạnh lùng như không muốn phối hợp. Nhưng dung hợp thì cũng như kết bạn, trước lạ sau quen. Ngô Bình không hề nóng vội mà nhẫn nại thử liên tục, một lần không được thì 10 lần, không được nữa thì 20 lần. Quả nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, trật tự kia đã quen thuộc với bí thần của Ngô Bình hơn và dần dần chịu kết nối với anh. Loáng cái 3 ngày đã trôi qua, Ngô Bình vẫn không từ bỏ, mà trật tự thiên phẩm cuối cùng đã dần chấp nhận anh. Ngô Bình biết thời cơ đã đến, anh lập tức thi triển cách thu phục trật tự thiên phẩm được ghi lại trong Thái Nhất Đạo Điển rồi nói, thâu thiên thuật. Khi thi triển thuật này, Ngô Bình đã huy động 12 loại đạo lực gây nhiễu loạn càn khôn. Sau đó trật tự thiên phẩm cũng bắt đầu dung hợp dần với một bí lực cấp đại thần trong bí thần của Ngô Bình và hình thành một môn pháp thuật. Quá trình dung hợp rất khó khăn, Ngô Bình mất 5 ngày mới hoàn thành và hấp thu triệt để trật tự thiên phẩm, đồng thời anh cũng có chân pháp đầu tiên cho mình, đó là chân pháp càn khôn. Sau đó, Ngô Bình cũng đã tiến vào tầng thứ 2 của thần thông là cảnh giới chân pháp. Sau khi có chân pháp rồi, quanh người Ngô Bình đã có thêm một loại khí tức đế vương. Nhờ đó mà anh tiếp tục dung nhập các trật tự khác cũng dễ dàng hơn hẳn. Thậm chí, anh chỉ cần vung tay lên một cái thì đại đại ở xung quanh đã ngoan ngoãn xếp thành hàng để chờ được dung nhập. Ngô Bình tu luyện rất nhiều bí lực,
Sau đó anh đã dung hợp hết bí lực cấp thần và cấp huyền thành chân pháp, ngoài ra còn dung hợp các bí lực cấp cao hơn nữa. Ngày thứ 7 ở đỉnh tinh, Ngô Bình đã dung hợp được 120 đại đạo và có 120 loại chân pháp, trong đó có một loại chân pháp cấp thiên, 10 loại cấp thánh, còn lại thì đều là chân pháp cấp cao. Phải biết rằng, mỗi khi tu luyện một loại chân pháp thì đều có thể dung nạp một phần sức mạnh của trật tự đại đạo vào trong bí thần. Ngô Bình có 120 loại chân pháp thì có nghĩa là anh đã hấp thu 120 loại sức mạnh. Tu sĩ cảnh giới chân pháp bình thường khi tu luyện hầu hết đều tu luyện chân pháp cấp thấp, cấp trung đã được coi là hiếm rồi. Trong vài trăm tu sĩ chân pháp thì mới có một người có chân pháp cấp trung. Nếu là chân pháp cấp cao thì đúng là 10.000 người mới có một. Còn cấp thánh thì cả nghìn năm, tiên giới nguyên sử mới có một người xuất hiện, hơn nữa cũng chỉ tu luyện được một loại chân pháp cấp thánh mà thôi. Còn chân pháp cấp thiên thì chưa từng có ai tu luyện được. Sau khi có 120 loại chân pháp, Ngô Bình cảm thấy bí thần chí tôn của mình hình như sắp no rồi, không thể hấp thu thêm gì được nữa. Đến ngày thứ 10, Ngô Bình thấy chân pháp của mình đã viên mãn, 120 loại pháp lực mạnh mẽ đã rèn luyện bí thần và cơ thể của anh. Dần ra, khí tức kia trên người anh đã biến mất, anh trở nên giống hệt người bình thường và không có chút thực lực nào. Lúc này, anh đã tiến vào tầng thứ 3 phản pháp của thần thông lúc nào không hay. Bây giờ, pháp lực di chuyển trong người anh và mở kinh mạch riêng, hay còn được gọi là pháp mạch. Pháp mạch do chân pháp cấp thiên mở thì được gọi là thiên mạch, tương tự đó cũng có thánh mạch. Mở pháp mạch cần có một quá trình khá dài, chờ tất cả các pháp mạch mở thì chúng sẽ tập trung ở một chỗ và ngưng tụ thành pháp thai. Đến lúc đó, pháp mạch sẽ liên tục truyền năng lượng cho pháp thai để nuôi dưỡng nó. Tiếp theo, Ngô Bình thấy mình nên xuống núi rồi nên đã liên lạc với Nguyệt Thanh Ảnh. Thời gian 10 ngày đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện giờ, Nguyệt Thanh Ảnh đang bị tra tấn, cô ấy bị trói trên một cây cột đồng đang cháy, khiến da thịt bị cháy xém. Nhưng nhờ có thể chất đặc biệt nên da cô ấy hồi phục lại rất nhanh rồi tiếp tục lại bị đốt cháy. Không biết cô ấy đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần trong chuỗi giày vò này. Có một người phụ nữ rất xinh đẹp và cao quý mặc đồ trong cung đứng trên một bục màu trắng ở cạnh đó thờ ơ nói, Thanh Ảnh, cô nên đồng ý đi, chứ giày vò kiểu này thì chịu sao được. Nguyệt Thanh Ảnh cắn răng nói, bà là loại rắn độc, nếu không tại bà khích bác thì sao bố tôi lại làm thế này với tôi và người cũng sẽ không ép tôi gả vào nhà họ Thi. Người phụ nữ cau mày nói, Thanh Ảnh, cô đúng là rượu mừng không thích thích uống rượu phạt. Nhà họ Thi thì làm sao? Họ không xứng với cô chắc. Nhà họ là thế lực mạnh nhất ở Thần Châu còn gì, nếu hai nhà bắt tay với nhau thì cả Thần Châu này sẽ thuộc về chúng ta. Nguyệt Thanh Ảnh tức tối nói, tại sao không để con gái bà gả vào nhà đó mà lại chọn tôi? Người phụ nữ thở dài nói, tôi cũng muốn thế, nhưng tiếc là công tử nhà họ Thi lại không thích con gái tôi, mà chỉ ưng cô. Thanh Ảnh, Thi công tử là thiên kiêu số một ở Thần Châu đấy. Cậu ấy đã tu luyện Thi Thiên Công đến một cảnh giới rất cao rồi, giờ đã là cường giả tầng thứ 8 thần thông. Được lấy một người ưu tú như thế thì có gì không vui chứ? Nguyệt Thanh Ảnh cười mỉa, thích thì bà đi mà lấy hắn. Người phụ nữ lạnh giọng nói, Nguyệt Thanh Ảnh, mấy người bạn của cô cũng bị nhốt rồi, nếu cô còn không đồng ý thì tôi sẽ bắt họ chịu chung hình phạt giống cô. Bà dám, Nguyệt Thanh Ảnh gào lên. Người phụ nữ cười khẩy, sao không dám? Giờ bố cô chỉ nghe lời tôi thôi, vì cô đã khiến ông ấy quá thất vọng rồi. Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy tuyệt vọng, lẽ nào mình phải nghe theo số mệnh rồi lấy một tên quái vật không ra người, ngợm không ra ngợm ư? Đúng lúc này, một ngọc phù trên người Nguyệt Thanh Ảnh sáng lên, đó là cách Ngô Bình dùng để liên lạc với cô ấy. Thấy thế, người phụ nữ cười nói, Thanh Ảnh, cô chưa từng đưa bùa này cho ai? Mà giờ lại tặng cho một người khác, lẽ nào là người trong lòng cô à? Nguyệt Thanh Ảnh, đúng thế, anh ấy là người tôi thích. Bà mau thả tôi ra, không chờ anh ấy đến thì bà hối không kịp đâu. Người phụ nữ cười phá lên, thế à? Nghe cô nói thế, tôi càng muốn gặp người đó đấy. Dứt lời, bà ta truyền pháp lực vào lá ngọc phù, giọng nói của Ngô Bình đã vang lên. Thanh Ảnh, anh xuất quan rồi. Người phụ nữ thờ ơ nói, Nguyệt Thanh Ảnh đang bị tôi giam giữ,
nếu không muốn cô ta chết thì mau đến đây. Ngô Bình ở phía kia trầm mặc một lát rồi hỏi, cô ấy đang ở đâu? Thứ cậu đang cầm sẽ dẫn đường cho cậu đến đây. Nói rồi, người phụ nữ ngắt liên lạc rồi nói với Nguyệt Thanh Ảnh, nếu tên đó quan trọng với cô như vậy thì tôi sẽ giết nó trước mặt cô, nó chết rồi thì chắc cô sẽ không còn vướng bận gì nữa. Nguyệt Thanh Ảnh cuống lên nói, đồ độc ác, bà mà động đến một sợi tóc của anh ấy thì nhất định tôi sẽ không tha cho bà. Người phụ nữ bật cười đắc ý, thế à, có cô giỏi thế thì sao lại bị tôi nhốt rồi trừng phạt ở đây? Xong, bà ta còn chưa nói hết câu thì đã có một tiếng động lớn vang lên ở bên ngoài, đại trận bảo vệ nhà tù đã bị phá. Có người phá trận, người phụ nữ kinh ngạc, đang định ra ngoài kiểm tra thì thấy có một bóng người bay vào rồi đáp xuống cạnh mình. Bà ta kinh hãi rồi lùi lại hỏi, cậu là ai mà dám xông vào nhà lao của nhà họ Nguyệt tôi? Người đến chính là Ngô Bình, anh không để ý đến người phụ nữ kia mà chỉ nhìn vào Nguyệt Thanh Ảnh đang chịu phạt. Quần áo trên người cô ấy đã bị đốt cháy, sau lưng liên tục có khói bốc lên và tỏa ra mùi khét. Ngay sau đó, Ngô Bình đã biến mất rồi có một đường kiếm sáng lên trong tay anh đã chặt đứt mọi xiềng xích, sau đó anh bế Nguyệt Thanh Ảnh bay về bục trắng. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đắp lên người cô ấy, sau đó hỏi, Thanh Ảnh, em không sao chứ? Nguyệt Thanh Ảnh mơ màng, cô ấy cũng tưởng tượng đến cảnh Ngô Bình sẽ xuất hiện và cứu mình. Nhưng biết đó chỉ là vọng tưởng, một vì anh đang tu luyện, hai vì dù anh có đến thì sao có thể là đối thủ của mụ đàn bà độc ác kia. Dẫu sao mụ ta cũng là cường giả tầng thứ 9 thần thông rồi. Người phụ nữ thấy Ngô Bình coi mình như không khí thì hừ lạnh nói, đúng là không biết sống chết là gì. Dứt lời, bà ta vung tay lên, ba đường sát quan bay ra tấn công Ngô Bình, đây là một phép thần thông sát sinh rất mạnh. Nhưng pháp thuật của bà ta là cấp thấp nên Ngô Bình chẳng buồn để mắt tới. Anh chỉ búng nhẹ ra một tia sáng, nó bay ra xa rồi tách ra thành ba để tấn công lại đường sát quang kia. Cheng! Vài tiếng động khẽ vang lên, ba tia sát quang của người phụ nữ đã biến mất. Bà ta kinh ngạc, định thi triển tiếp tài năng nhưng Ngô Bình đã chỉ vào bà ta rồi nói, nhốt. Anh vừa nói xong. Đã có 18 cột sáng màu đen xuất hiện quanh người phụ nữ tạo thành một vòng tròn rồi nhốt bà ta vào giữa. Người phụ nữ giơ tay chạm vào đó thì lập tức hét lên thảm thiết, năm đầu ngón tay đã bị ăn mòn đến đen xì lộ ra cả xương. Vết thương của Nguyệt Thanh Ảnh hồi phục rất nhanh, cô ấy nói, Ngô đại ca, đây là pháp thuật gì vậy? Ngô Bình đáp, chân pháp cấp cao, tên là Vĩnh Thù. Nguyệt Thanh Ảnh đi đến gần người phụ nữ rồi cười mỉa, đáng đời. Cho bà ở lại trong đó mãi mãi luôn. Người phụ nữ tức tối nói, Nguyệt Thanh Ảnh, cô định tạo phản hả? Nguyệt Thanh Ảnh rút một thanh kiếm ra định đâm chết người phụ nữ, nhưng chợt nghe thấy có người hô lên, dừng tay. Nguyệt Thanh Ảnh khựng lại rồi ngoảnh lại nhìn. Một người đàn ông bước nhanh tới, người này có gương mặt dài, mặc áo giáp màu vàng, đầu đội mũ ngọc. Trông rất oai phong. Đó chính là Nguyệt Đông Thăng gia chủ của nhà họ Nguyệt. Nhìn thấy Nguyệt Đông Thăng, Nguyệt Thanh Ảnh vứt thanh kiếm đi rồi tức tối nhìn ông ta. Nguyệt Đông Thăng thở dài nhìn con gái mình rồi nói, Thanh Ảnh, sao tính cách con chẳng khác gì hồi nhỏ thế hả? Nguyệt Thanh Ảnh, bố định bắt con lấy tên vừa xấu vừa bẩn ấy ư. Nguyệt Đông Thăng, tuy thi công tử không ưa nhìn nhưng người tu hành như chúng ta đâu trọng hình thức bên ngoài. Nguyệt Thanh Ảnh, bố biết thừa nhà họ thì có lai lịch thế nào rồi mà, họ khởi nghiệp từ việc trộm mộ, kết quả đã bị nhiễm thi khí nên giờ mới có dáng vẻ kinh tởm như thế. Nguyệt Đông Thăng, Thanh Ảnh, con cũng biết nhà mình đang gặp chuyện mà. Nếu không liên thủ với nhà họ thì một khi đám người kia kéo đến, chúng ta sẽ chết hoặc phải từ bỏ Thần Châu mà rời đi, chẳng lẽ con muốn như thế à? Nguyệt Thanh Ảnh ôm lấy cánh tay của Ngô Bình rồi nói, con không cần biết. Con đã có người đàn ông của mình rồi, không thể lấy ai khác nữa. Nguyệt Đông Thăng híp mắt lại quan sát Ngô Bình rồi nói, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, hy vọng cậu không xen vào. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn Ngô Bình không chớp mắt để xem anh sẽ quyết định thế nào. Dẫu sao, bố cô cũng là một cường giả đạo cảnh. Ngô Bình nói, tôi không có hứng với chuyện của nhà họ Nguyệt, nhưng tôi cũng không muốn Thanh Ảnh phải chịu tủi hơn.
Nguyệt Thanh Ảnh là bạn của anh, nếu cô ấy không muốn gả vào nhà họ Thi thì anh sẽ đứng về phía cô ấy. Nguyệt Đông Thăng cười khẩy, cậu cũng to gan đấy, lấy đâu ra dũng khí vậy hả? Tôi cũng to gan vừa phải thôi. Dứt lời, anh mặc áo giáp đạo cảnh và đeo găng đạo cảnh cùng nhẫn cửu long lên. Ngay sau đó, khí tức của Ngô Bình đã tăng vọt, loáng cái đã hơn cả Nguyệt Đông Thăng. Dù là cao thủ tầng thứ ba đạo cảnh nhưng Nguyệt Đông Thăng vẫn cảm thấy áp lực, ông ta cau mày nói, tuy cậu có pháp khí đạo cảnh, nhưng cần phải có sức mạnh lớn mới dùng chúng được, cậu nghĩ mình dùng chúng được mấy lần? Một hay hai? Ngô Bình, muốn biết thì ông cứ thử xem. Được, để tôi xem người đàn ông mà con gái tôi thích có bản lĩnh thật hay không nào, dứt lời, ông ta bước tới, trên người ông ta cũng có một bộ giáp và một cái kích, cả hai đều là pháp khí đạo cảnh. Ngô Bình, ra ngoài làm trận. Ngay sau đó, có hai tia độn quang rời khỏi nhà lao, Nguyệt Thanh Ảnh lo cho sự an nguy của Ngô Bình nên cũng đuổi theo ra ngoài. Hai bóng người xông lên cao rồi va chạm mạnh với nhau. Uỳnh. Cả Nguyệt Đông Thăng và Ngô Bình đều lùi lại, nhờ có pháp lực mạnh mẽ mà Ngô Bình có thể phát huy lực chiến đấu của bộ giáp lên tầng thứ 5 đạo cảnh, chiếc nhẫn cửu long cũng giúp thực lực của anh tăng lên một bậc, phát huy uy lực của tầng thứ 6 đạo cảnh. Nguyệt Đông Thăng cũng không kém cạnh, bộ giáp và cái kích của ông ta cũng ở tầng thứ 5 và 6 đạo cảnh, vì thế hai bên đang ngang tài ngang sức. Sau 7 lần va chạm, Nguyệt Đông Thăng cười khẩy, cậu còn trụ được bao lâu nữa? Mới ở cảnh giới thần thông mà lại dùng pháp khí đạo cảnh chắc là mệt lắm nhỉ? Ngô Bình cười đáp, giờ thì tôi chưa mệt nên chắc đọ thêm với ông nghìn chiêu nữa cũng được. Khoác lác vừa thôi, lên đi, Nguyệt Đông Thăng hừ lạnh một tiếng rồi hai bên lại lao vào nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.